về những cái thể lệ tham gia tốc chiến là như thế nào, và những cái vinh danh từ những anh chị trước đó là một cái động lực duy nhất mà em quyết định tham gia vào tốc chiến. Tham gia ở đây, ngay khi mà nghe xong buổi Zoom đó, mình đặt mục tiêu cho mình cam kết với chính bản thân mình. Không biết là năm nay là qua mấy cái chương trình tốc chiến, qua cái chương trình kích ốp là anh chị đã có đặt mục tiêu, đã có đặt cho mình cái mong muốn như thế nào hay không. Nhưng mà đó riêng với Thư năm ngoái, vừa nghe trong Zoom, vừa nghe chia sẻ, vừa tự cam kết với mình đặt mục tiêu rằng mình sẽ được cái thu nhập ở đây như thế nào. Ghi rõ ra mấy anh chị, ghi rõ ra cái mục tiêu này. Và cái vai trò, vị trí, cái thành tích đạt được tại Ruby là như thế nào. Thư cam kết năm ngoái là Thư tự cam kết với mình. Trong tháng 5, bắt buộc. Và Thư mong muốn cam kết với chính bản thân mình phải lên 3 sao với cái doanh số cá nhân. Và sau đó, tháng 6, tháng 7, mình sẽ tìm đồng đội mình chia sẻ cái kinh nghiệm đó đồng đội như thế nào. Thư vẫn viết ra con số bao nhiêu đại lý. Cuối cùng em đã thực hiện được cái điều đó. Trong tháng 5, từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 5 là em đã hoàn thành doanh số cá nhân là hơn 120 triệu boy với doanh số cá nhân. Vậy thì cái điều đó nó khẳng định được điều gì? Hôm nay em muốn chia sẻ với mấy chị điều gì? Em làm được, em là một người không biết gì kinh doanh, không biết gì về marketing, không biết gì về tất cả những kỹ năng, kỹ xảo. Em làm được. Thì hy vọng rằng hôm nay 2023, 55 anh chị em ở đây nên đặt mục tiêu cho mình, anh chị sẽ làm được. Anh chị nên cam kết với chính bản thân mình, hãy gửi những cái tín hiệu, những cái mong muốn, những cái mình gọi là tâm huyết nhất, mình sẽ gửi về vũ trụ sẽ đáp lại cho anh chị bằng tất cả tấm lòng đó. Nhưng với điều kiện anh chị phải cam kết và làm đúng những cái gì mình cam kết. Thì qua cái 90 ngày tốc chiến, với cái tinh thần đó là em đạt được giải ba như đã chia sẻ. Nhưng mà tuy nhiên với một cái điều là em nhắc nhở mấy anh chị là chưa tham gia tốc chiến. Với một cái điều là 11 giờ 59 phút vẫn chưa hết ngày. Mấy anh chị phải chiến đấu cho đến phút cuối cùng là chuông gõ qua tới 12 giờ. Mới gọi là hết một ngày, mới gọi là hết chiến đấu. Hôm nay là ngày 2 tháng 5 rồi, thì mình sẽ còn lại là 88 ngày để chúng ta lên những cái kế hoạch, những cái mong muốn, những cái dự định, những cái khát khao, những cái niềm gọi là những cái gì nhiệt huyết nhất trong tim của mình. Mấy anh chị phải viết ra và mấy anh chị cam kết chia nhỏ ra thời gian. Hôm nay em chỉ chia sẻ lại cái tinh thần em đã trải qua tốc chiến như thế nào. Có thể là cái câu chuyện của em, anh chị nghe, anh chị cảm được. Có thể anh chị nói là cái câu chuyện phím. Có thể rằng nó cái câu chuyện trò đùa. Nhưng mà không sao cả. Nhưng đối với em, đây là cái câu chuyện trải nghiệm chính bản thân của em. Em chia sẻ lại để mong rằng mấy anh chị sẽ có những cái ví dụ nho nhỏ, những cái áp dụng nho nhỏ để mấy anh chị có thể đem về cái thành tích tốt nhất cho bản thân mình, cho đội nhóm của mình và cho chính gia đình mấy anh chị. Khi mà bước vào tốc chiến á, cái mà tôi cảm ơn nhiều nhất là gia đình của mình. Mấy anh chị làm cái gì phải thuận vợ, thuận chồng. Bởi vì tốc chiến nó ác liệt lắm. Nó không có thời gian chúng ta vui chơi, không có thời gian giải trí, không có thời gian dành cho gia đình nhiều. Thì vậy thì trước khi bước vào tốc chiến, mấy anh chị phải đồng hành với người cùng giường với mình. Cùng chia sẻ, cùng mục tiêu và cùng thông cảm, cùng hiểu với mình để cùng chiến đấu, cùng chạy với mình. Đó là cái điều mà dẫn đến anh chị thành công. Thì cuối năm á, tôi chia sẻ qua một cái đó. Và cái đạt được kết quả đó là cái gì? Thành tích. Thành tích cho cá nhân, thành tích cho đội nhóm. Đem về thu nhập cho bản thân mình, cho gia đình mình. Những cái phần quà hàng tuần tôi đạt giải thì những cái phần quà đó là dành cho gia đình, cho con cái. Cho những cái sự nỗ lực, những cái sự vất vả, những cái sự cống hiến hết sức mình cho Ruby. Để đổi lại những cái phần quà đó. Tuy nhiên trên cái trang cá nhân hay là tất cả mọi cái mạng xã hội, Thư không chia sẻ những cái phần quà đó bởi vì nó hơi tế nhị. Nhưng Thư vẫn có quay lại. Đó là hôm nay nhắc lại, Thư vẫn còn rất là tự hào về cái điều đó. Mình đã làm được. Mình chia sẻ hàng tuần ở trên Zoom cả 1.000 người. Mình chia sẻ những cái điều mình làm được rất là tự hào. Và cái tự hào cuối cùng nhất khi mà mình về với giải ba thì cái tự hào như thế nào? Anh chị được tưởng thưởng từ Broby. Tưởng thưởng ở đây là du lịch dành cho hai vợ chồng. Cái điều đó là cái điều mà
Robby rất là tâm lý và tuyệt vời nhất. Và từ khi mà chia sẻ luôn cái giai đoạn mà tưởng thưởng đi, mình đang nói cái sự happy nhất có thể nha. Được cái tưởng thưởng một cái chuyến du lịch 5 sao tại Đà Nẵng cho hai vợ chồng. Coi như là vé VIP. Cái chuyến bay của Thư á, là đi chung với tất cả những mentor lớn cùng một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Đà Nẵng. Và Thư chịu ở Ruby một cái điều mà Thư cảm thấy Thư đi tham gia rất là nhiều cái mô hình, những cái sự kiện, những cái buổi mà chia sẻ về về sự kiện á, thì Thư thấy Ruby rất là chỉnh chu trong vấn đề mà tưởng thưởng cho đối tác của mình. Từ khâu đưa đón từ sân bay ra tới khách sạn nào VIP nhất và những cái gì mà gọi là để cho tinh thần mình nó ngút ngàn nó lên trong hai đêm tại tưởng thưởng tại Đà Nẵng đó. Thư thấy một cái điều là rất là tuyệt vời. Cho nên mấy anh chị, 55 anh chị em mình ở đây cố gắng phấn đấu hết sức có thể để được những cái phút giây tưởng thưởng, những cái phút giây mà cùng với đồng đội mình 5 giờ sáng, 4 giờ rưỡi sáng đã dậy ra bờ biển để cùng 5 em ngoài bờ biển để cùng hít thở những không khí trong lành và cùng nhau đặt một cái mục tiêu chia sẻ, lan tỏa cái giá trị đó. Đó là những cái điều mà Thư cảm thấy Thư rất là tự hào sau những cái vất vả, những cái khó khăn đổi lại là những cái chuyến tưởng thưởng như thế. Và hôm nay thì với cái tinh thần này, Thư cũng sẽ chia sẻ là tất cả anh chị em đây, hãy trải nghiệm đi, hãy chạy đi, hãy chiến đấu đi để được những cái phần quà như Thư chia sẻ ngày hôm nay. Và Thư cho hỏi là trong Zoom của mình á, là không biết là anh chị em mình là ai đã tham gia tốc chiến rồi và ai chưa tham gia. Có thể nếu mà tham gia rồi cho Thư con số 7 đi. Và nếu mà anh chị chưa tham gia, anh chị là người mới, thì có thể là cho Thư con số 0 đi để Thư chia sẻ với anh chị. Wow, có nhiều anh chị số 7 mà cũng nhiều anh chị số 0 quá ha. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn mấy anh chị. Thì với những anh chị đã comment con số 7, Thư xin chúc mừng tất cả anh chị. Bởi vì mấy anh chị đã trải qua rồi, đã cảm nhận rồi cái sự nóng, cái sự nhiệt huyết, cái mà những cái chương trình khuyến mãi, những cái gì mà háo hức rạo rực nhất của tốc chiến, anh chị đã biết rồi, đã trải qua rồi. Còn riêng mấy anh chị đang comment con số 0, mấy anh chị chưa từng trải qua tốc chiến, cũng xin chúc mừng mấy anh chị. Ngay trong đêm nay, ngay sau buổi Zoom này, mấy anh chị nghe em chia sẻ những cái gì em đã đạt được, em đã làm được từ một cái người không có nền tảng, từ một cái người là một cái tờ giấy trắng, từ là một cái người nhân viên văn phòng bình thường, em đã làm nên cái điều đó như thế nào. Anh chị cứ phải viết ra, cam kết với chính bản thân mình, cam kết với gia đình mình, con cái của mình sẽ làm được. Và đưa người chồng, người vợ của mình cùng tham gia tưởng thưởng cái chuyến du lịch đó. Để làm gì? Cái người khi mà bước vào Ruby á, cái người bán hàng đầu tiên, cái người khách hàng đầu tiên là chính bản thân mình. Nhưng cái người mà là tìm đối tác tiềm năng nhất nên là để người cùng chung giường với mình. Thư đã làm được điều đó. Thư vào Ruby, Thư trải nghiệm sản phẩm như thế nào, Thư đem chính câu chuyện trải nghiệm của mình để đi chia sẻ. Và Thư tìm được một cái đối tác ưng ý nhất tới thời điểm này, đó là chồng của Thư. Thư đã bằng cách nào đó, Thư bằng đam mê nào đó, Thư đã mời được anh về làm cùng đối tác với mình để cùng chia sẻ lan tỏa. Và năm nay Thư vẫn muốn Thư là cái hậu phương để cùng anh chạy tốc chiến, nhưng anh sẽ là người ra chiến trường, em sẽ là người đầu phương. Thư mong muốn là anh chị cũng nên như thế. Bởi vì khi mà cả hai vợ chồng cùng chạy tốc chiến, nó có cái điểm rất là hay. Thứ nhất, hiểu được nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đối với Thư là khách hàng là cái điều mà tiên quyết nhất. Nếu mà anh chị kinh doanh mà không có cái tiệp khách hàng, không có cái nguồn cảm hứng, cái sự hỗ trợ từ gia đình, thì sẽ rất là khó thành công. Rất là khó chứ không phải là không có. Nhưng mà Thư thuận tiện, Thư dễ dàng hơn là Thư đã vượt qua được cái điều đó. Thì cái mục tiêu của mình hôm nay á, là mình chia sẻ những cái gì mà gọi là tinh túy nhất, trải qua nhất của mình. Thư giúp cho mấy anh chị nhận diện ra là cái xương sống, cái cốt lõi nhất mấy anh chị cần làm trong tốc chiến là cái gì. Bởi vì Thư đã từng không biết cái gì, Thư đã từng nghiên cứu, nghĩ ra, áp dụng và đã thành công. Cái điều đầu tiên á, là mấy anh chị phải nghe cái người hướng dẫn của mình, cái người đã từng trải qua tốc chiến rồi.
Có thể người hướng dẫn của mình không có đủ kinh nghiệm thì mình có thể lên tiếp theo người 3 sao, người mentor 1 sao và cao hơn nữa là người mentor 3 sao. Và cao hơn nữa là những anh chị đã trải qua tốc chiến họ chia sẻ trên Zoom mỗi buổi sáng, mỗi những chương trình lớn của công ty. Thì đó là mấy anh chị phải lắng nghe, phải hiểu, phải học và tự mình vận hành, tự mình hành động chứ không thể ai kéo mình được hết. Khi mấy anh chị cảm thấy rằng đây là một cái điều tuyệt vời, mấy anh chị hành động, mấy anh chị viết ra mục tiêu đi. Các coach, các mentor là những người sẽ là cố vấn cho mấy anh chị để đạt được cái kết quả tốt nhất. Và cái điều mà Thư đạt được năm ngoái, nó không ngoài những cái 7 bước thành công ty. Và có một cái điều là Thư đi đi như thế này. Cái thứ nhất là cuối tháng 4 là những cái giai đoạn mà trước lễ. Năm ngoái Thư cũng không đi chơi lễ và năm nay cũng như thế anh chị. Thư ở lại năm nay cũng là 3 ngày. Thư cũng tiếp cận nhiều khách hàng. Thư cũng bắt đầu đi chia sẻ, đi lan tỏa để lấy lại phong độ của năm 2022. Thư chia sẻ một cái những cái bước mà làm cho Thư, giúp cho Thư để vượt qua được cái nỗi sợ hãi và giúp cho Thư đạt được những cái kết quả nó tốt nhất, mỹ mãn nhất. Hôm nay Thư chia sẻ nha. Thứ nhất, đối với Thư, cái định vị bản thân là cái điều cốt lõi nhất. Mấy anh chị phải biết mấy anh chị là ai. Như ví dụ như Thư, Thư phải tự định vị bản thân mình. Thư là một người nhân viên văn phòng, độ tuổi của Thư là trên 40. Và cái hạn chế của Thư là cái gì? Là không có nhiều thời gian. Bởi vì nhân viên văn phòng rất là hạn chế về thời gian. Vậy thì mình sẽ tìm ra cái phương pháp mình khắc phục cho cái định vị bản thân mình như thế nào. Cái định vị tiếp theo của Thư, Thư là từng trải qua những cái cuộc phẫu thuật và những cái cuộc mà không tốt về sức khỏe. Cho nên đối với Thư là cái lai hàng sức khỏe là cái lai hàng Thư chọn khi bước vào rugby. Đó để phục vụ cho cơ thể mình, cho bản thân mình, cho người thân mình. Đem câu chuyện đó đi trải nghiệm. Thì trải qua cái câu chuyện của bản thân Thư thì hôm trước là Thư rất là có một cái dịp mà cũng rất là vui và tâm đắc là cùng tâm sự được với chị Thúy. Bởi vì hai chị em có tương đồng về một cái số số cơ địa, gọi là cơ địa của mỗi cơ thể mỗi con người. Tuy nhiên nói ra thì hiểu nhau tâm lý, rất là tâm lý. Thư rất là vui hôm đó là chia sẻ với chị Thúy rất là vui khi qua được cái showroom. Và sau khi mà mình định vị được bản thân mình rồi thì mấy anh chị làm ơn định vị khách hàng của mấy anh chị là ai. Cái tiệm khách hàng mình bán hàng cho ai, họ là ai, họ làm cái gì, họ ra làm sao. Mấy anh chị phải biết được điều đó. Hai cái đó đối với Thư là hai cái điều cốt lõi nhất. Và cái định vị bản thân của mình thì mình sẽ chú trọng hơn vào cái tiệm khách hàng dưới mình 5 tuổi và trên mình 20 tuổi. Mấy anh chị phân khúc khách hàng đó đi. Nếu ví dụ như Thư là 40 tuổi, Thư cho là 40 tuổi tròn đi. Hơn 20 tuổi là 60 tuổi thôi. Thư leo qua tới mà một cái cô, cái bác 70 tuổi là Thư đã hơi với rồi. Bởi vì cái tuổi đó là nó khác rồi. Ví dụ như là độ tuổi tiền mãn kinh hay là trung niên tí xíu là mình với được. Mình ngồi mình có thể mình đàm đạo được. Và dưới mình 5 tuổi thôi. Nếu mà nhỏ hơn nữa các bạn có một cái suy nghĩ chưa tới. Ví dụ như ở tuổi Thư là ở độ tuổi trung niên. Mình mạnh về cái gì? Mình yêu thích về sức khỏe. Cái thế mạnh của mình là đã từng bị sức khỏe nó đè bẹp rồi. Và cái câu chuyện em dùng những cái sản phẩm để cải thiện sức khỏe đã thành công, không dùng thuốc. Thì em đem câu chuyện đó em lan tỏa. Em đem cái câu chuyện đó em chia sẻ một cách rất là chân thật thôi. Và những cái gì đối với em á, là em trải nghiệm, em dùng tốt, thì bắt đầu em mới đi chia sẻ lan tỏa. Chứ không thể nào cái nào mình cũng đi chia sẻ được hết. Thì cái đó là cái định vị chuyên gia của mấy anh chị. Cái tiếp theo nữa là mấy anh chị phải trải nghiệm. Nếu mà về dòng sức khỏe là mấy anh chị phải trải nghiệm qua. Ví dụ như là xăm đi, xăm của chị Thúy. Thật ra ngày xưa là năm ngoái, tốc chiến năm ngoái là Thư hay dùng Vili. Thể trạng của Thư là thể trạng huyết áp thấp. Có nghĩa là dễ bị đau đầu về tiền đình vào buổi trưa lắm. Tầm khoảng 2 giờ chiều là em rất là khó chịu, căng thẳng đầu óc. Em hay dùng Vili thì nó cải thiện. Nhưng mà sau đó Vili rời khỏi rugby. Thì đang lay hoay tìm một cái sản phẩm thay thế. Thì em mới là thấy xăm Canada. Em rất là yêu thích. Bởi vì đối với em, cái xăm nó là siêu thực phẩm. Chứ nó không phải là thực phẩm nữa. Bởi vì nó là chỉ là một cái sản phẩm để mà hỗ trợ.
để mà hỗ trợ giúp sức khỏe cải thiện nhiều hơn. Nó không phải là chức năng của thuốc. Cho nên em tin dùng là như thế. Và những cái dịp sau đó em trải nghiệm bằng cách mỗi lần em đi về quê. Quê em thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 160 cây. Thì trước đó nếu mà chưa biết đến Vili, chưa biết đến Sâm, thì em hay uống cái gì để mà tỉnh táo trong cái giai đoạn đi xem anh chị biết không? Cái bò húc á, cái bò húc mà bò húc Thái mà cái chai nhỏ nhỏ vuông vuông á, cái chai đó đó là mỗi lần hai vợ chồng lên xe là em phải mua cái đó để luôn luôn giúp tỉnh táo để mà chạy xe, hoặc là một ly cà phê sữa. Nhưng mà từ khi em chuyển qua bên Sâm thì em trước khi lên xe chồng một viên, vợ một viên, sau này có Sâm Lát thì ngậm thì nó cũng dễ hơn. Đó là cái điều mà em cảm thấy có thể thay thế được để mà hỗ trợ sức khỏe tốt hơn. Và cái trải nghiệm thứ hai là tại sao em yêu quý Sâm là mẹ em là trên 70 tuổi rồi. Bà rất là ngủ ngủ trước khi mà dùng Sâm á, bà ngủ ít lắm. Và cảm giác ngủ chập chờn, ăn uống nó không ngon. Sau một thời gian dùng Sâm thì bà rất là tâm đắc, yêu quý Sâm. Và hàng ngày thì bây giờ khi mà bà hết thì bắt đầu em order em chuyển về cho bà. Đó là cái trải nghiệm mà cả bản thân mình, cả chồng mình và cả mẹ mình. Thì cái điều đó là cho thấy rằng cái điều cải thiện sức khỏe rất là tốt. Bắt đầu em đi chia sẻ lan tỏa. Và sau khi mà tốc chiến rồi mình bán hàng như thế nào mấy anh chị? Mình bán hàng, mình chọn nhất là cái tệp khách hàng của mình. Năm ngoái em thành công ở một cái điểm là em chọn đúng khách hàng. Và các khách hàng đúng của em là gì? Quan điểm của em, khách hàng rất là nhiều. Mỗi một người có thể quen biết từ đồng nghiệp, bạn bè, người thân, bên nội, bên ngoại, vợ, anh chồng gì đó. Có thể lên con số 1.000. Nhưng đối với Thư, Thư chắt lọc năm ngoái, Thư ngồi 3 ngày lễ chắt lọc lại 100 khách hàng tinh túy nhất. Và có khả năng, cái tệp khách hàng đó có khả năng mua và ủng hộ cho mình. Và sau khi 100 khách hàng đó, Thư chắt lọc lên một lần nữa, Thư đưa vào khách hàng ngôi sao. Còn lại 50 khách hàng. Cái điều đó năm ngoái Thư vẫn chia sẻ trên Zoom mỗi cái buổi chia sẻ. Khách hàng ngôi sao đó với Thư không có nghĩa rằng khách hàng là có điều kiện kinh tế cao. Chỉ cần khách hàng đó có cái sự yêu mến mình là người bán, có cái sự lan tỏa với những người xung quanh và không có hay xét nét hay này kia, có nghĩa là họ dễ chấp nhận, họ dễ chia sẻ và họ dễ lan tỏa hộ mình đối với những cái gì mà gọi là tinh túy nhất. Và đó là cái tiệm khách hàng 50 người đó, em đã đánh vào 50 người đó và thành công. Họ tự chia sẻ với bạn bè của họ. Sau khi mình chỉ chăm sóc một khách hàng, khi mà ưng ý rồi, họ sẽ là người đi bán hàng cho mình. Mình chỉ là người chốt đơn. Chuyện đó là có thật. Tuy nhiên hôm nay thì chương trình nó cũng có giới hạn. Thư sẽ chia sẻ những cái gì gọi là cốt lõi nhất để anh chị biết rằng tốc chiến là phải bách chiến bách thắng. Cho nên mấy anh chị phải tinh túy nhất có thể. 90 ngày này còn lại 88 ngày và 4 tiếng. Bây giờ là 8 giờ rồi. Còn lại 88 ngày và 4 tiếng. Mấy anh chị phải, anh chị nào đã chưa trải qua, hãy ngồi xuống viết cho bằng được. Mong muốn của mấy anh chị 1 tháng thu nhập bao nhiêu? Chính xác nhất là tháng 5 mấy anh chị mong muốn thu nhập bao nhiêu? Bao nhiêu doanh số bán hàng? Và mong muốn cái vị trí ở Robby như thế nào, 1 sao, 2 sao, 3 sao, bằng phương án nào, bằng sản phẩm nào, mấy anh chị viết ra cho em và mấy anh chị cam kết thực hiện nó. Cái tờ giấy mấy anh chị viết để sẵn trên máy tính, mỗi một lần mở máy lên là thấy nó, mỗi một lần tắt máy là thấy nó, để nhắc nhở mình rằng là mình đã có cam kết, mình phải thực hiện cho bằng được. Thư năm ngoái cũng chỉ vì cam kết đó, đêm có thể là Thư không ngủ. Thư ngủ mà trong đầu Thư vẫn còn mơ hồ về những con số. Đó là nó ám ảnh. Nhưng mà chính anh chị có ám ảnh đó, anh chị sẽ thành công. Ngày mà anh chị quên ăn là chuyện bình thường. Ai 60 kg, 70 kg muốn giảm cân qua tốc chiến là giảm cân hết. Bởi vì ăn không có được. Lo. Em là 12 giờ trưa em mới đặt hàng được. Em xin lỗi mấy anh chị. Năm ngoái là em cực dữ lắm. 12 giờ trưa em mới đặt hàng được. Mới chia sẻ cái công việc Robby được. Bởi vì em luôn tôn trọng công việc thứ nhất của mình. Làm gì làm, công việc ưu tiên thứ nhất anh chị phải hoàn thành. Robby là công việc thứ hai, vì phải ưu tiên hai. Và được một cái điều là em chăm sóc khách hàng khá tốt. Em không bao giờ em để mà Robby giao hàng đến nhà khách hàng. Em và chồng của em cuối tuần sẽ tập trung đi giao hoặc là buổi tối.
Trời mưa trời nắng thì em cũng đi giao. Để làm gì ạ? Để mình tin rằng, mình biết rằng khách hàng khi mà khui khùng hàng ra, họ biết cách vận hành như thế nào, họ biết cách làm như thế nào. Sau khi mà khách hàng hài lòng rồi, chính người khách hàng đó sẽ là đi giới thiệu người khách hàng tiếp theo. Thì đối với lại cái sâm của mình cũng như thế. Cho nên mấy anh chị phải luôn chọn một cái dòng sản phẩm chủ lực, giá trị cao. Nhưng anh chị phải luôn luôn song hành cái dòng sản phẩm về sức khỏe để mình lấy câu chuyện chính bản thân mình, người thân mình để đi chia sẻ. Và cái đó là cái điều sản phẩm sức khỏe tái tiêu dùng rất là cao. Ví dụ năm ngoái em đứng đầu về top Qoo10, nhưng mà Qoo10 có thể là 5 năm hoặc 10 năm người ta chưa mua lại. Nhưng mà một hộp sâm này của chị Thúy có thể là một tháng hoặc là 2 tháng người ta sẽ tái tiêu dùng. Cho nên mấy anh chị phải có 20 khách hàng trung thành xoay vòng để họ tái tiêu dùng những cái sản phẩm sức khỏe. Em thấy là cái line hàng sức khỏe mà đi về sâm này rất là tuyệt vời. Trong tim của em, tất cả mọi người mới vô mà còn mơ hồ, em chia sẻ cứ đi trải nghiệm sâm đi. Đó là sức khỏe mấy anh chị đầu tiên. Cái thứ hai nữa, mấy anh chị cứ pha sâm cho khách hàng uống. Trong tim này có bạn Đạt Lê đó, là thật ra trong tim của em. Ngày xưa bạn ấy cũng không biết là kinh doanh cái gì, em nói đi kinh doanh sâm đi. Và bây giờ bạn ấy yêu sâm còn hơn là gì nữa đó. Không phải. Cho nên và cũng rất là vui, cảm ơn chị Thúy là một người CEO, một nhà cung cấp rất là tuyệt vời, rất là có tâm. Đợt vừa rồi là ngày 30 tháng 4, 29 tháng 4 chứ. Đáng lẽ là cái ngày nghỉ lễ, bên cửa hàng, bên showroom của mình đóng cửa. Em cũng không nghĩ là em cứ em hỏi Đạt là bên đó showroom có mở cửa không để mà dẫn anh chị mới qua tham quan, bởi vì cái thời điểm đó em mới nghĩ. Thì Đạt nói là có mở cửa, thì không nghĩ rằng là chị mở cửa cho một mình em. Cái điều đó em cảm ơn chị và em chân thành biết ơn chị vì cái điều đó. Để sau đó đủ duyên để hôm nay em nhận lên em chia sẻ cho chị, đủ duyên để em chia sẻ về cái sâm này, về một cái thực phẩm em gọi là siêu thực phẩm, giúp cho bản thân em, giúp cho người thân em và giúp cho đồng đội em có những cái định hướng, có những cái sản phẩm, có một cái line hàng để các bạn có dễ dàng tiếp cận. Ví dụ như bạn Đạt, bạn chỉ chuyên về sâm thôi, đi đâu đi nói gì nói, bạn chỉ có sâm thôi. Và em thấy cải thiện nhất, em không nói về bản thân em nữa, em nói bạn Đạt. Cách đây trước đây 1 tháng bạn Đạt chưa tham gia với lại Ruby, chưa dùng sâm, thì da bạn rất là xấu. Hôm bữa em gặp Đạt sau khi khoảng 1, 2, 3 tuần gì đó, bạn dùng sâm, thì em nói da hôm nay rất là đẹp nha, hồng hào căng bóng. Đó là sự cải thiện không không riêng nói về bản thân em, nói về người khác luôn đó. Cho nên em thấy anh chị, 62 anh chị ở đây, nên chọn một cái dòng sản phẩm về sức khỏe để mà đi kinh doanh tốc chiến, một cái sản phẩm chủ lực tối đa là 5 sản phẩm thôi, và chia rõ cái mục tiêu từng giai đoạn mà anh chị chạy, thì em tin rằng mấy anh chị sẽ thành công. Hôm nay thì cũng là hơi trái rồi, ban tổ chức cho em có 20 phút thôi mà em nói nhiều quá. Em cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái câu chuyện của em. Nếu mà có dịp thì em cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn. Em nhường mic lại cho chị Sương, và chúc tất cả anh chị em ở đây qua một cái mùa tốc chiến này có nhiều cái thành tích thật là xuất sắc, thật là rực rỡ để kể lại cho em nghe. Và nhớ nha anh chị, nhớ nha anh chị, nãy giờ comment con số 0 á, ngay cái Zoom này mấy anh chị viết cái mục tiêu ra cho em để cam kết, để thực hiện, để đem lại kết quả tốt nhất. Em xin cảm ơn cả nhà. Rồi, cảm ơn á, là cốt 3 sao anh Thư ha. Rất là cảm ơn cái phần chia sẻ, là cả nhà mình thấy là năng lượng không các anh chị. Năm rồi á, là anh Thư á, là một trong những cái top luôn. Giống như Sương nói là đạt top 3 á, là trong toàn công ty của mình là cả 100.000 user ha. Và thật sự á, là lúc đó mình cũng ngưỡng mộ lắm luôn. Mình cũng chạy 90D nhưng mà mình chạy không được như bạn đâu. Đó. Bạn á, là có một cái người đồng hành, thật sự lúc đó là Sương cũng rất là muốn nhìn á, là cái người đồng hành ha. Nhưng mà hôm nay á, thì khi mà nghe anh Thư chia sẻ như vậy á, thì mình cũng thấy trong group, mà không biết á, là anh Lý Trung Hiếu á, là cái người á, là đồng hành năm rồi, gọi là mạnh năm, gọi là sao, hậu phương vững chắc của anh Thư á, là không biết là anh có ngại không để mà lên chia sẻ ha, hay là để một bữa khác. Thực sự nãy giờ cả nhà mình thấy là nếu như bây giờ mình muốn đồng hành, mình muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng đồng đội, và
À, anh Hiếu nói là hẹn một bữa khác ha. Đó, và cả nhà mình thấy là nếu như bây giờ đồng vợ đồng chồng tác Biển Đông cũng cạn ha các anh chị. À, năm rồi á, là 90D á, là thực sự á, các anh chị sẽ thấy là anh Thư với một cái tâm thế là gọi là không có thời gian mà nghỉ luôn đó các anh chị. À, và năm nay á, là anh Thư á, là quay trở lại là hỗ trợ cho ông xã của mình. Đó, thì rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Thư. Và các anh chị mình thấy là khi mà các anh chị đi vào rugby à, thì người ta nói là làm 3 tháng ha, làm 3 tháng để đạt 3 năm á các anh chị. À, và các anh chị chọn được một cái sản phẩm là giống như Sương nói, khi các anh chị đi chia sẻ, mình đặt cái tâm của mình là mình chia sẻ cái sản phẩm để người ta hỗ trợ được cái sức khỏe của mình. À, thì coi như là mình đã vừa có là trao được giá trị cho họ, cho những người người ta đang cần. Ví dụ như ở ngoài kia người ta đang bị mất ngủ, hay là người ta bị hậu COVID mà người ta thở hổn hển gì đó. Thì hôm nay á, là nghe anh Thư chia sẻ thì mình mới biết là Đạt Lê á, là à, đồng đội là tuyến dưới của anh Thư. À, rất là hay luôn. Thực sự là mới nói mình cũng một cái duyên. À, và Đạt Lê á, là một trong những best seller của bên Sam Canadian Vita. À, vì về nhà nó hơi ồn chút xíu nên là bây giờ Sương cũng không biết là bên trong group mình có anh chị nào muốn chia sẻ là 90D năm rồi không các anh chị? À, thì các anh chị có thể giơ tay lên. Hồi nãy Sương cũng thấy có một số anh chị mình năm rồi cũng đã chạy 90D, thì mình có thể mình giơ tay lên để mình chia sẻ là năm rồi mình đã chạy 90D như thế nào, để cho 63 anh chị em mình đang ngồi ở trong đây là mình học hỏi kinh nghiệm. À, thì Sương nhờ cánh tay của các anh chị ha, các anh chị mạnh dạn chia sẻ. Thì sau cái phần chia sẻ này á, thì các anh chị sẽ gặp á, là một trong những cái người cũng là chạy 90D năm rồi, cũng rất là máu lửa luôn các anh chị. À, Sương nhờ một cánh tay, không biết là anh chị nào mình có chia sẻ nữa không, mà không là Sương sẽ nhờ Hoa hậu Sam Canadian Vita ha, để lên đó là sẽ nói vài lời cảm ơn với bạn Cốt 3 sao anh Thư. Hôm nay á, thì dùm mình hơi ít chút xíu, lý do là chắc mọi người á, về quê ăn lễ ha, còn chưa có sắp xếp trở lại thành phố được. À, cả nhà mình cho thật nhiều bông nhiều hoa ha, để là mời chị Thanh Thúy bên phụ trách của bên BDB Gazelin đó các anh chị sẽ lên chia sẻ với cả nhà mình nha. Rồi em nhường mic lại cho chị ạ. À. À, xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trong Zoom. À, 63 anh chị em không có đi chơi lễ và đang ngồi ở đây. Thật sự bây giờ lễ đang vẫn đang diễn ra mọi người. Mấy hôm nay đi ra đường chắc kẹt xe đông lắm. Chào tất cả anh chị em, chào mọi người. Cảm ơn anh Thư rất là nhiều. À, đúng là hai chị em rất là có duyên. À, khi gặp nhau đó mọi người thì ngồi kể kể về những căn bệnh, kể về những cái gì mà mình đã trải qua và kể về những cái sản phẩm mà mình đã dùng và nó hiệu quả. Thì mọi người biết không, thật sự á, khi mà lên rugby á, mình cũng rất là bất ngờ. Bình thường á, là mình là một cái người, cái thể trạng của mình ngủ nhiều, có nghĩa là mỗi ngày mình phải ngủ 8 tiếng thì mới đủ. Còn nếu mà ngày hôm nào mà mình ngủ 7 tiếng thôi là mình lờ đờ, mình rất là mệt luôn. Và từ lúc lên rugby thì cái việc mà thức khuya dậy sớm là nó đã đi vào như là thiệt, mỗi ngày rồi sáng thì phải 5 AM thức dậy, rồi tối thì 10, 11, 12 giờ mới được đi ngủ, cho nên là mình bị thiếu ngủ trầm trọng. Và trong mấy ngày vừa qua nghỉ lễ thì mình đã tranh thủ mình ngủ, mình chỉ ăn và ngủ thôi mọi người, ngủ tới bụp mắt luôn. Có nghĩa là không cần dùng một lát sâm nào hết mà cứ lên giường là nhắm mắt lại là ngủ. Ngủ rồi thức dậy chỉ có ăn và rồi lại nhắm mắt là đi ngủ luôn. Và thật sự khi mà mình khỏe thì mình cảm thấy cái sức khỏe nó cũng bình thường. Nhưng mà khi mà mình mệt rồi đó mọi người thì mình mới cảm thấy cái sức khỏe nó quan trọng. Thì hôm rồi á, là mình do có một ngày bên Robby cần hàng gấp, và ngày đó thì cũng ngày cuối tuần cho nên là nhân viên kho thì cũng không có làm việc. Thì hôm đó mình đã bưng rất là nhiều cái kiện hàng để mà ship qua bên Robby, thì cái tay 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 này của mình nó bị đau mọi người. Và không biết nó bị ảnh hưởng như thế nào mà nó đau rất là nhiều và nó giống kiểu nó bị tê á.
Và sau đó thì mình mới giật mình nhớ lại là đã rất là lâu rồi mình bỏ cái thói quen đi tập thể dục mỗi ngày của mình. Chính vì vậy á, là cái việc đau tay của mình nó cũng khó mà lành lại. Thì bây giờ mình sẽ sau sau những ngày nghỉ lễ mình ngủ ngủ rất là nhiều, ngủ ngày ngủ đêm thì cái đau tay của mình nó cũng đỡ đỡ rất là nhiều, đỡ hơn. Và mình cũng lò mò chạy qua bên trung tâm mình đi tập luyện lại những cái môn thể dục mà mình yêu thích. Thì mình hy vọng là mọi người dù có đi chạy 90 ngày tốc chiến thì mọi người vẫn đừng có quên là phải quan tâm sức khỏe của mình. Thì cái sản phẩm mà mọi người có thể dùng trong những cái ngày mà mọi người chiến đấu quyết liệt cho đến cái giây phút cuối cùng, như khi nãy anh Thư nói á, là cho dù là 11 giờ 59 phút rồi cũng không có được ngưng. Tại vì khi anh Thư chia sẻ là chính vì anh Thư có lơ là một chút vào cái đoạn cuối cùng thì đúng ra là anh Thư sẽ được giải nhì luôn mọi người, chứ không phải là giải ba đâu. Nhưng mà vì do một cái phút cuối lơ là thì anh Thư đã bị tụt xuống cái giải ba và rất là tiếc nuối. Thì 90 ngày nếu mà mình không có một cái sức khỏe sức bền để mà mình đua, mình khi mình chạy đua thì mình phải có cần có sức bền là mình đua không ngừng nghỉ. Thì nhân sâm Canada là một cái sản phẩm mà có thể giúp cho mọi người mọi lúc mọi nơi, giúp cho mọi người tỉnh táo. Như khi nãy anh Thư có nói lúc sáng khi mà mình có gọi điện thoại mình nhắn tin mình nhờ anh Thư, thì anh Thư có nói là ồ chị ơi em đang bị khàn tiếng quá, em sợ là em sẽ lên đây chia sẻ không có được. Thì khi nãy mọi người có nghe anh Thư khàn tiếng không mọi người? Nghe cái giọng rất là dễ thương nha mọi người ha, không có hề nghe khàn tiếng. Thì lúc đó mình có nói với anh Tư là an tâm nha, em cứ dùng 3 lát sâm, em nhai 1 lát rồi em nghĩ lại, rồi sau đó thì em cứ nhai từ đây tới chiều tối là chắc chắn là cái giọng của em sẽ không còn bị khàn tiếng nữa. Thì hôm rồi Đỗ Ánh cũng vậy á mọi người. Khi mà cái tối hôm đó Đỗ Ánh là sẽ có chương trình đào tạo trong Zoom, và buổi sáng thì khàn tiếng nói không ra lời luôn. Thì mình cũng có nói với Đỗ Ánh giống vậy, pha trà để 3 lát sâm vào trà xong rồi pha và uống uống cho tới chiều tối là chắc chắn là sẽ lên Zoom nói chuyện, sẽ không có cảm thấy cái cảm giác mà đau rát trong cổ họng hay là cảm giác bị khàn tiếng nữa. Thì thật sự là như vậy luôn. Thì và một trong những cái mà khi mình đi tốc chiến mình làm việc á, mình sẽ cái mà mình lo nhất là mình sẽ không có được tỉnh táo và mình buồn ngủ á mọi người. Tại vì mọi người sẽ bỏ rất là nhiều cái thời gian và cái công sức vào trong đó. Mọi người cần phải có sức khỏe chứ, nếu mà mình mới đua được có 1 tháng là mình đang top đầu mà tới lúc mình đó mình mệt quá rồi mình ngừng lại thì cũng rất là uổng phải không mọi người. Cho nên á, dù cho có chiến đấu thì mọi người cũng không quên là mình phải dùng sâm cho bản thân mình trước để cho mình có sức khỏe để mình chiến đấu hả mọi người. Thì khi mà cái cơ thể mình nó đã khỏe rồi á thì không hẳn là mình cứ phải dùng mỗi ngày đâu mọi người. Thật sự bản thân mình là cái người thường thường hay dùng, mình duy trì dùng mỗi ngày. Ví dụ như mỗi buổi sáng thức dậy là một cái ly như vậy, mật ong nhân sâm là một cái là mình không không thể thiếu trong mỗi cái ngày buổi sáng mà khi mình thức dậy. Và cả ngày thì sau khi tiếp khách, có những bạn ở trên Robby hoặc có những cái khách mà tới nhà tiếp á, thì mình cũng pha trà để mọi người dùng chung. Thì mình cũng dùng trà thường xuyên trong một ngày như vậy. Nhưng mà từ ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai thì hôm nay là thứ ba, trong 3 ngày vừa qua thì mình cũng không có đụng tới 1 lát sâm nào hết, bởi vì mình không có tiếp khách và mình chỉ ngủ thôi. Cho nên là không phải là mình dùng sâm mà mình ngủ, mà do là mình quá là mệt cho nên mình không cần đến sâm nữa, mà cái cơ thể mình nó đang bị thiếu ngủ thì nó bắt buộc mình phải đi ngủ.
Và do trong cái cơ thể mình từ xưa giờ mình đã dùng xăm đều rồi, cho nên là mình không có bị mất ngủ hoặc là bị khó ngủ. Chỉ cần mình buông cái điện thoại ra là mình sẽ nhắm mắt lại mà mình ngủ ngay. Thì hôm nay một cái chương trình mình nghĩ là đúng ra là sẽ không có mở Zoom ngày hôm nay. Ngày thứ năm thì mới có chương trình đào tạo của Đỗ Ánh, nhưng mà vì mọi người cũng muốn trò chuyện với nhau trong những cái ngày nghỉ lễ thì để cho mọi người chuẩn bị những cái ngày tốc chiến của mình, thì mình cũng là một cái PDM mới cho nên mình không có biết nhiều lắm về những cái chương trình tốc chiến để mà chia sẻ với mọi người. Nhưng mình công ty Canadian Vita và tất cả những ban huấn luyện của chương trình, ban huấn luyện đào tạo cũng như là cán bộ công nhân viên của công ty sẽ luôn đồng hành với mọi người, sẽ luôn là những người đứng sau lưng để mà ủng hộ cho những chiến binh chạy tốc chiến. Mọi người yên tâm là sẽ có nhân sâm bồi bổ cho sức khỏe của mọi người, để cho mọi người giúp cho mọi người đi tới tới đích cuối cùng. Và mình hy vọng là qua những cái lời chia sẻ tâm huyết của anh Thư thì sau cái ngày buổi tối hôm nay mình sẽ lên kế hoạch, mình sẽ ghi ra là cái mục tiêu của mình là cái gì, cái lai hàng của mình chọn là cái gì. Ví dụ như bây giờ mình chọn nhân sâm thì mình sẽ có 50 người, 100 người, mới đầu là 100 người là khách hàng tiềm năng nhất của mình. Và trong 100 người đó mình loại dần đi 50 người, là 50 người này là 50 người số 1 nhất. Và giống như hôm rồi khi Đạt có qua bên showroom thì mình có chia sẻ với Đạt, cái người mà trước tiên mà khi mà mình muốn giới thiệu nhân sâm là cái người nằm chung giường với mình đó. Recording stopped. Bây giờ nếu mà ai chưa có người nằm chung giường thì phải ngay Recording in ngay progress. kiếm kiếm nhanh kiếm lẹ. Ví dụ như Tâm An nè, Tâm An là đang độc thân chưa có người ở chung giường, cho nên là cũng rất là thiệt thòi trong cái việc mà sẽ tốc chiến chạy rất là nhanh. Thì còn những cái bạn mà đang có một cái lợi thế rất là lớn là có người nằm chung giường rồi thì ngay lập tức quay qua lấy một lát sâm nhét vô miệng. Cái đó mình nói đùa thôi nha mọi người. Thì thì đúng là cái người mà cạnh kề cận bên mình á, mình thật ra 50 người á là không phải là một cái con số quá là lớn để mọi người suy nghĩ đâu. Mình theo mình nghĩ á, những cái người mà thân cận bên mình nó còn nhiều hơn 50 người nữa. Cạnh bên là một người, kế bên trong gia đình mình có cha mẹ ông bà, rồi bà con, những cái người cô dì chú bác, những cái người rất là đông, những cái khách hàng mà mình có thể gọi là tiềm năng. Những cái người khách mà mình nhìn thấy mình đều cảm thấy đó là tiềm năng hết. Ví dụ như đơn giản giống như nhà mình nha. Mình là người phân phối, mình không có bán hàng. Nhưng mà cái khách hàng tiềm năng của mình là ai? Có một ngày cái cô giúp việc cổ đi vô nhà, cổ nói với mình đó: "Chị ơi, em làm tới 4 cái căn nhà, em nhận 4 căn nhà, mỗi căn nhà là một trệt 3 lầu, 4 căn nhà như vậy. Thì cao quá em đi không có nổi, mà cái chân em hôm nay đau khớp." Thì chị mới nói là lấy một cái hộp sâm rễ thôi, tại vì cái tiền nó không nhiều, sâm rễ thì cái chất lượng nó cũng không bằng sâm lát đâu mọi người, nhưng mà cái giá tiền nó thấp hơn, cho nên mình nói thôi chị lấy cái hộp sâm rễ này đi, chị dùng em chắc chắn với chị 3 ngày thôi là chị sẽ cảm thấy khác liền. Thì sau đó thì khoảng mình cũng không để ý lắm, thì khoảng 5 ngày sau cái chị này nói với mình: "Chị ơi, cho em đi bán sâm đi chị. Hôm nay á là cái chân em thật sự em đi bình thường luôn, em quên mất là em đã bị đau cái chân luôn đó. Và em khỏe mà em làm em không có cảm thấy mệt giống như mấy ngày trước nữa." Thì là cái cô giúp việc hôm nay cổ đã đòi đi bán sâm rồi mọi người. Mình không có chú định đi tìm khách hàng. Thì và thêm một cái câu chuyện nữa là ngày hôm qua thì mình đi vào trong cái phòng tập yoga,
Thì mình khi mình bước ra mình nhìn thấy một cái chị bạn của mình nhìn chị thì mình nói: ủa chị, sao hôm nay em thấy chị hơi lạ. Thật ra mình không có dám chê mà mình chỉ nói hơi lạ, thì chị có nói với mình là: ồ, chị bị mất ngủ lâu rồi Thúy. Rồi chị mình mới hỏi thăm chị, cái mình mới nói: chị ơi, chị lấy cái sâm này uống đi chị, cái sâm lát này chị dùng đi chị. Em chắc với chị là chị sẽ rất là nhanh ngủ ngon, tại vì mình không có dám nói nhiều, bởi vì chị này là chị đã dùng thuốc ngủ rồi. Chị đã dùng thuốc ngủ chứ không phải là chị mới có bị mất ngủ thôi, cho nên mình không dám nói nhiều. Nhưng mà khi mình nói là mình sẽ giải thích với chị này, mình ngồi đó mình giải thích với chị khoảng 10 phút thì chị này tin mình và chị ngay lập tức chị kêu mình ship cho chị một hộp liền. Và ngày hôm sau lại á mọi người, khi mình bước ra mình nhìn chị, thật sự mình bất ngờ luôn, là cái khuôn mặt của một người á, khi mà mọi người biết không, đang mất ngủ mà ngủ nhiều hơn một chút là mọi người thấy nó khác liền. Thì mình hỏi chị: ô chị, hôm nay em thấy chị khác. Cái chị nói á, là ngày hôm qua chị ngủ được đến 3 giờ sáng. Thì bình thường á, là chị không có ngủ được hoặc là chị chập chờn cho tới 12 giờ là chị thức tới sáng luôn. Mà ngày hôm nay sau một ngày mà chị dùng á, thì thật sự mình có dặn chị là dùng 3 lát thôi, nhưng mà chị chỉ dùng 5 lát mọi người. Và sau khi chị nhai 2 lát, còn 3 lát là chị ngâm nước chị uống. Và sau khi uống 2-3 lần nước thì chị lấy cái xác đó ra chị uống luôn, và chị nhai luôn. Thì chị ngay ngày đầu tiên là chị đã ngủ được cho tới 3 giờ sáng rồi. Thì chưa gì cho mình đã kiếm được hai cái khách hàng rất là tiềm năng rồi, phải không mọi người? Mình chưa có đi tìm đó, nếu mà mình đi tìm mình sẽ tìm được rất là nhiều luôn. Thì đó là cái câu chuyện mình chia sẻ với mọi người. Ngày hôm nay mình không phải là với cương vị của một cái nhà PDP, mà mình giống như là một cái đại lý đang là phân phối khách, đang đi bán hàng. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người về cái cách mà mình tiếp cận với khách hàng mình như thế nào, và cái line hàng sức khỏe, đặc biệt là nhân sâm. Thì thật sự mình cũng hay thường nói với mọi người đang đang đi tìm kiếm một cái sản phẩm tự nhiên về sức khỏe, thì mình có nói là sâm nhung quế phụ, sâm là đứng hàng đầu rồi. Nếu nói về những cái thực phẩm về thiên nhiên mà có cái nào qua sâm á, là mình sẽ chịu thua luôn. Thì không có một cái sản phẩm nào mà về thiên nhiên mà nó có thể vượt qua được nhân sâm, cho nên không cần tìm kiếm những cái mà cái nỗi đau của mọi người đang gồm có những cái gì thì nhân sâm có thể hỗ trợ được. Bây giờ mình sẽ nhường cái mic lại cho MC để mời các bạn khác lên chia sẻ, và sau khi mình sẽ ngồi mình suy nghĩ thêm về những cái đối tượng khách hàng của mình, là mình đã mời được những ai và mình khách hàng tiềm năng của mình là ai, mình sẽ lên mình chia sẻ tiếp với mọi người nha. Hôm nay mình cứ ngồi đây mình sẽ chia sẻ, và mình cũng mong á là các anh chị em nào mình có những cái kế hoạch về tốc chiến, hoặc là những cái kế hoạch mà năm rồi mình đã chạy tốc chiến như thế nào, mình có thể đưa tay lên để chia sẻ cùng với các anh chị em ở trong này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe, và nếu mà mọi người có cần đặt câu hỏi gì đó với mình thì mọi người cứ mạnh dạn nha. Cảm ơn, mình mời MC lên lại. Dạ, tại bên tín hiệu ở bên chị Sương á hơi bị chập chờn nên em sẽ hỗ trợ chị Sương để mời chị Sáng Trần lên để chia sẻ. Chị Sáng Trần sẽ lên chia sẻ với chúng ta về những cái kinh nghiệm mà chạy 90 ngày tốc chiến của năm trước, và chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe như thế nào để có thể chạy tốc chiến một cái cách mà chúng ta có thể, cái đà của chúng ta sẽ giữ vững được tinh thần. Về tinh thần cũng như là thể chất từ đầu đến cuối trong 90 ngày. Và em xin mời chị Sáng Trần ạ. Cảm ơn Tâm Tâm An nha. Chào chị Thúy, nghe rõ không An ơi? Nghe rõ không em? Dạ có, nghe rõ rồi chị. Mình chào gần 70 người trong phòng Zoom ha. Thật ra thì hôm nay đang kỳ nghỉ lễ, nhưng mà mọi người ngồi đây thì rất là quý ha. Chứng tỏ mọi người đã bắt đầu bước vào đường đua của Robin. Đường đua gì? Đường đua 90 ngày. Thật sự 90 ngày này rất là quan trọng mọi người, rất là quan trọng ha. Cả công ty tốc lực chạy, mình thì được vinh hạnh, tức là mình được hai lần chạy rồi, nhưng mà cái lần đầu tiên là mình lớn ngớ, mình không biết cách chạy, và lần thứ hai thì mình đã chứng kiến mọi người chạy, và mình cũng có chạy nhưng mà mình chạy không lại. Mình chạy không lại. Tại vì sao mọi người?
mình thật sự bán hàng cũng không có giỏi, và mình bán là mình chia sẻ bên cái kênh upline của mình, tức là ở ngoài thuốc đó. Chứ không phải là như là anh Thư hồi nãy nói là mình ngồi mình đi từ ngưỡng mộ này sang ngưỡng mộ khác. Mọi người có thấy một cái sự nhiệt huyết kinh khủng, một sự quyết tâm. Thật sự làm cái gì là nhắm cái đích là đi, đi thôi. Thư là chỉ có đi thôi. Và sẽ tới, chắc chắn. Mình thấy Thư thật sự là ngưỡng mộ nha. Chúc mừng Thư rất là nhiều. Năm nay chắc chắn là Thư sẽ đứng vào top nữa đó, chứ không có không có thua đâu. Ừ, không có thua đâu. Mọi người bình thường một ngày mình thấy công việc ở Ruby như thế nào mọi người? Thật sự ở Ruby là một cái công việc là nếu như mà có một câu nói như thế này. Nếu ai vào Ruby mà hiểu được Ruby rồi, có đuổi họ cũng không đi. Có đuổi họ cũng không đi ra khỏi Ruby nữa. Lo cho mình tất cả rồi, tất cả đều có hết. Thậm chí mọi người có thấy những cái sản phẩm của điển hình là mình hôm nay mình ngồi vào cái Zoom dâm thì cái zoom xong thì mình nói sản phẩm xong đi. Có thể là mình đi bán hàng là mình hỗ trợ người khác, mình giải quyết cái vấn đề của người khác không, cái khó khăn của người khác không. Nhưng mà cái khó khăn này là gì? Hoàn toàn là thực sự là rất là cần thiết. Mình đã từng nghe người cái chị kia hôm nay là hình như là 50-52 tuổi gì đó, rất là giàu có nha. Nhưng mà mọi người có tin là hơn 10-13-14 năm nay là chị không ngủ được. Chị bị mất ngủ kinh niên, coi như là ngày nào cũng có một viên thuốc ngủ để ngủ, không có viên thuốc là không ngủ được. Nhìn chị thì thật sự chị đó bây giờ miễn ai cho chị ngủ ngon một đêm thôi, muốn cái gì cũng được, không ngủ được. Cái ngủ của chị là phải phụ thuộc vào thuốc. Và cái vấn đề đó rất là nhiều người gặp phải. Mình đã chia sẻ với chị rồi. Nhân đây em cũng mắc đền chị Thúy luôn. Tại vì em có cái em lỡ em chia sẻ với người ta cái xâm rễ, mà người ta ngủ được. Bây giờ ta đầu xâm rễ, người ta không chịu xâm lát, mà trên kệ không có xâm rễ. Người ta đòi cái xâm rễ người ta mới chịu. Em nói xâm lát nó vẫn vậy, nhưng mà uống nó càng ngon. Người ta không chịu, người ta nói là thích cái loại mà em chia sẻ cái xâm rễ, giống như là em cho người ta dùng thử, người ta thấy người ta thích thì người ta đòi cái xâm rễ. Người ta không chịu Hằng ơi, người ta đòi xâm rễ à, nói kiểu nào người ta cũng không chịu á. Cho dùng thử xâm lát cũng nói ngon nữa, nhưng mà thôi xâm rễ cho nó nhẹ tiền một chút đó, nói vậy đó. Thì không ai khác hơn bản thân mình. Hiện tại là mình hơn 40 rồi, nhưng mà đối với ở Ruby thì rất là nhiều sản phẩm và mình cũng dùng rất là nhiều, nhưng mà mình là một nhân chứng không thể nào tránh khỏi tình trạng mất ngủ mọi người. Có thể công việc ở Ruby hơn 10 giờ 11 giờ mới bắt đầu tính tới chuyện đi ngủ, nhưng mà lúc đó cái lúc mà tính tới chuyện đi ngủ là nó đã mệt trong người rồi, đã mệt, đã muốn ngủ rồi, nhưng mà khi nằm xuống ngủ thì lại không ngủ được. Và mình bên thuốc tây thì hầu như lúc đó mình phải nhờ tới cái viên thuốc, nhưng mà mình chỉ dùng thảo dược, có lúc một viên, có lúc hai viên, có lúc uống một viên rồi nằm không ngủ được, lại ngồi dậy uống thêm một viên nữa. Từ khi mình có cái xăm thì nó không có phải như thuốc nha mọi người, nó rất là êm dịu, rất là nhẹ nhàng nha. Và ba ngày trước mình thử, tại vì cũng chơi lễ với lại đi cho nên mình không có mang xăm theo, mình quên. Mọi người có biết không ngủ được. Hai hôm nay phải pha xăm để uống lại. Ngủ rất rất là ngon. Thật sự để có một giấc ngủ ngon á, là đó một cái điều rất là nhiều người ta muốn. Và trong cái thời điểm này, cái thời điểm mà tốc chiến này, chắc chắn mọi người đều cần một cái thời gian giống như hồi nãy Thư nói là gì, nó khắc nghiệt lắm, rất là khắc nghiệt. Đòi hỏi mọi người phải tập trung, mọi người phải cao độ hơn gấp 10 lần so với bình thường. Vậy thì bình thường mình vừa có công việc bên ngoài, mình vừa có Ruby thì mình vừa đủ cái độ của mình đi. Thậm chí nó hơi quá sức một chút xíu thôi, nhưng mà mình còn sức chịu đựng. Vậy thì ngay cái thời điểm tốc chiến này thì cái sức chịu đựng mình nó như thế nào mọi người? Áp lực đủ thứ, căng thẳng đủ thứ. Vậy thì cái giải pháp ở đây là gì? Giải pháp là gì? Thiền nhân sâm. Sâm nó có tác dụng tác động lên cái hệ thần kinh. Nó làm cho mình, cái thần kinh của mình nó thứ nhất là muốn tỉnh táo thì nó lại là tỉnh táo, rất là tỉnh táo, rất là tập trung. Và nếu đối với ai ngủ không được thì một ly sâm khi mình nằm xuống rồi thì ngủ rất ngon.
Và đặc biệt đây, chị Thúy đã gửi cho mình một cuốn sâm như thế này. Thật sự chị Thúy có thấy nó ngắn đi bớt không? Em cắt cái này em ăn. Em cắt cái chân này em ăn. Rất là ngon mọi người, ngon cực kỳ. Và nó khỏe. Nó khỏe ra nha. Thật sự mấy bữa nào mà mệt mệt, nhiều khi cái trời nắng này không có ăn nổi, mọi người ăn không nổi luôn á. Mình chỉ muốn uống thôi, mình pha xong mình uống, pha xong mình uống mà mình chịu nổi. Mà bây giờ ăn một chén cơm ăn vẫn không nổi luôn, mọi người thấy nắng kinh khủng. Hôm bữa giờ chỗ mình nắng là 40 không, 40 độ. Có hôm bữa hỏi chị Thúy cái bây giờ dùng sao, chị Thúy nói thì ngâm thôi, hoặc là lâu lâu ngồi nhai nhai. Bắt chước chị Thúy, em nhai nhai nó ngắn bớt cái chân rồi nè chị Thúy. Cái chân đã ngắn bớt rất là ngon, cực kỳ ngon, và đặc biệt là mình tỉnh liền. Tại vì sao mọi người, khi mà mình ăn thức ăn vào thì nó sẽ mất 30 phút để nó tiêu hóa, hoặc là khi mình uống, mình ăn trái cây vào để cho nó khỏe, những loại trái cây thì nó tươi ngon nhưng mà nó mất tới 30 phút để nó tiêu hóa, nó hấp thu. Nhưng mà khi mà mình dùng cái sâm này, nó tiếp xúc trực tiếp với cái khoang miệng của mình, với cái những cái mao mạch của mình, và nhớ những cái dưỡng chất ở trong sâm ấy, nó sẽ hấp thu liền vào cơ thể của mình mà nó không qua cái sự chuyển hóa nào hết ha. Điều đó để mọi người thấy rằng là cái củ sâm khi mình dùng vào là cái sự khỏe nó tức thời, nó không có phải chờ đợi lâu, nó không phải chờ đợi lâu gì hết, và hiệu quả của nó cực kỳ. Trước kia mình vẫn nhắc lại với mọi người là cái tâm lý của mình là sâm là một thứ gì đó là quý, mình không có với tới, cho nên mình không có biết dùng sâm. Nhưng mà sau này mình mới dám dùng sâm là mình thấy thật là kỳ diệu. Trước kia mình chỉ dám nghe nói là sâm là gì, khi người ta bệnh á, người ta chờ con cháu, người ta ngậm một lá sâm, người ta chờ con cháu là mình thấy điều kỳ diệu của nó rồi, cho nên mình lại thần thánh quá nó thêm một lần nữa, là nó rất là nhiều cái công dụng ở đây. Cho nên mình đối với nó là mình với không tới. Và khi mà ở Ruby nó có cái sản phẩm này thì mình mới được tiếp xúc và mình thấy rõ ràng cái sự kỳ diệu của nó. Và đây là một cái loại sâm mà nó không phải là pha trộn, nó không có gì hết. Mọi người có thể cầm một lát sâm và cầm một cái củ sâm, mình có thể mình nhai nhai liền vẫn được. Cái vị rất là ngon mọi người, rất là, thật sự là nó đắng nhẹ và nó ngọt nhẹ thôi. Rất là đặc trưng. Và theo tìm hiểu thì cái củ sâm này là nó 5 năm tuổi. 5 năm tuổi không để chứng minh là nó lớn, nhưng mà 5 năm tuổi là chứng minh là gì, nó đủ cái dược chất trong đó, và đó là cái mình cần. Thì mình thiết nghĩ trong cái thời điểm tốc chiến như thế này, và chắc chắn mọi người cũng đã đâu đó đã chọn cho mình một cái sản phẩm. Nhưng nếu như mọi người cảm thấy mệt quá trong cái thời gian tốc chiến này, ví dụ như mình chọn cu chen thì làm sao mà mình biết mình mệt rồi mình đi dùng sản phẩm, chứ làm sao mà mình dùng cái sản phẩm cu chen mà hết mệt được. Thì mình có thể mình dùng sâm để mình khỏe trong cái thời điểm này, hoặc là mình có những sản phẩm khác mà nó không thuộc cái lai hàng sức khỏe, nó thuộc cái lai hàng làm đẹp thì không thể nào giúp cho mình khỏe được. Thì chi bằng ví dụ như bây giờ, như chị thấy nói lúc nãy là tới 11 giờ rưỡi mà chưa hoàn thành, thì cũng gọi là chưa hoàn thành, mình vẫn phải ngồi đó, nhưng mà lúc đó thì sao, rất là mệt rồi. Thì cái tức thì là gì, nếu mà mình đi ăn một tô mì hoặc là mình đi ăn một tô hủ tiếu gõ thì nó đâu có xi nhê gì đâu mọi người. Chi bằng mình uống một ly sâm, hoặc là mình ngậm một lát sâm. Và nếu như mình ăn á thì đâu đó nó sẽ bị béo phì nha mọi người. Giờ đó thì cơ thể thì mình nó sẽ rất là dễ bị béo phì. Và nó đầy bụng thì mọi người sẽ không có ngủ được. Và nếu mình uống một ly sâm thì nó rất là êm dịu thần kinh cho mọi người ngủ. Thì đây là những cái chia sẻ của mình về một cái sản phẩm mà ở cái thời điểm là đối với những người trong rugby, thì đây là rơi vào thời điểm tốc chiến, mọi người thường phải cao độ để làm việc, thì phải cần một cái sản phẩm để mà hỗ trợ về thần kinh, để mình đủ lực, đủ tinh thần và đủ lực nữa, chứ không phải là đủ lực không, vừa tinh thần mà vừa lực nữa. Rồi sau đó thì mọi người có thể dùng một cái sản phẩm này để mình đi chia sẻ. Tại vì thời điểm này như mình ăn cơm không có nổi, nhưng mà uống ly sâm vô thì rất là khỏe. Thì mọi người có thấy tuyệt vời không? Thời tiết thì càng ngày càng khắc nghiệt. Mình đang ở trong cái mùa rất là nóng, nóng cực kỳ. Chỉ có uống nước thôi. Nhưng mà sâm thì được chứng minh qua các đời rồi, không thể nào chối cãi được. Mọi người ha. Thì khuyên mọi người hãy tự tin để dùng một cái sản phẩm này. Thì vào Ruby là không những cho
bản thân mình mà cho những cái người mình biết đến để mình giúp cho họ có một cái giải pháp ha. Thì chúc mọi người ha thành công trong cái mùa tốc chiến này ha, chúc tất cả mọi người đều có đạt được một cái doanh số và đạt được một cái doanh thu như mà mình đã đặt ra, và mọi người có một cái bước đi dài như Robby ha. Rất là cảm ơn mọi người rất nhiều. Chị gọi mic nha Tâm An ơi. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Sáng rất là nhiều về những cái chia sẻ của chị đối với mọi người. Và mọi người ơi, em xin nhắc lại một chút đó, là tối hôm nay của chúng ta chỉ là một cái Zoom chúng ta cùng chia sẻ, giao lưu với nhau thôi. Vì vậy là sẽ không có link mini game ạ. Và các anh chị nào á, mà có những cái chia sẻ hoặc là có những thắc mắc, hay là mình có bất kỳ những cái điều gì mà mình muốn chia sẻ đối với mọi người về cái kinh nghiệm bán hàng, hay là những cái khó khăn khi chúng ta lựa chọn sản phẩm, hay là cần tư vấn cái điều gì đó mà chúng ta mạnh dạn muốn lên trên Zoom để chia sẻ với mọi người, thì mọi người cứ mạnh dạn giơ tay nhé. Thì bên ban tổ chức sẽ nhìn thấy các anh chị và sẽ cho chúng ta có cơ hội lên, và trong chúng ta sẽ có vài người chia sẻ như vậy. Và nếu anh chị nào mà có thêm những cái trải nghiệm mà bên chị Thúy thấy là hay, có chiều sâu, hoặc là chị Thúy thấy là mình có rất là nhiều năng lượng, thì chị Thúy sẽ quyết định là sẽ tặng cho mình một phần quà. Và tối hôm nay thì sẽ không có chương trình mini game. Thì các anh chị cứ giơ tay đi ạ, xíu chút nữa đến phần hỏi đáp á, thì em sẽ mời các anh chị lên sau nhé. Và tiếp theo đây thì em sẽ mời mentor Lê Hằng sẽ lên chia sẻ với chúng ta về kinh nghiệm chọn sản phẩm cho 90 ngày tốc chiến. Thì Hằng thì có rất là nhiều kinh nghiệm về làm video cũng như là thực chiến về những cái sản phẩm mà khi mà mình kinh doanh ở trên Robby. Vì vậy là các anh chị hãy tập trung để lắng nghe chia sẻ của mentor Lê Hằng nhé. Chị xin mời mentor Lê Hằng. Rồi, cảm ơn chị, hai chị MC, hôm nay là hai chị MC luôn. Cảm ơn chị MC xinh đẹp Tâm An và chị Sương. Cảm ơn chị Hoa hậu của Sâm của thứ ba là chị Thanh Thúy. Lúc nào lên cũng dịu dàng, dễ thương, xinh đẹp hết trơn á. Tuy là không gọi là không nhiệt huyết bốc cháy như là chị Đỗ Ánh, nhưng mà chị cứ len lỏi nhẹ nhàng, len lỏi vào trái tim mọi người, đúng không? Ngày hôm nay là Hằng biết có rất là nhiều những cái zoom bom tấn luôn các anh chị, nhưng mà mọi người vẫn chui vào đây đồng hành với lại Kada, Nadia, Vita, thì Hằng thấy cảm thấy thực sự rất là cảm động bởi cái tình yêu của mọi người dành cho Kada, Vita. Và Hằng cũng rất là biết ơn các anh chị đã đồng hành với Canadian Vita trong quãng thời gian vừa qua. Ôi, thấy mọi người vẫn đang giơ tay nhiều quá. Ok mọi người, hôm nay thì chúng ta không phải là cái Zoom gì mà nó là chương trình đào tạo hay gì cả, mà chúng ta chỉ ngồi lại với nhau, cùng hàn huyên, cùng tâm sự, cùng chia sẻ, cùng gặp gỡ, để chúng ta có một cái tinh thần tốt nhất để chúng ta tốc chiến, đúng không? Ngày hôm nay là chúng ta vừa trải qua một cái kỳ lễ, đúng không? Thành ra là nó cũng đang dư âm chút xíu, nhưng mà thực tế thì chúng ta đã bước vào 90 ngày tốc chiến rồi đó các anh chị. Nay là ngày thứ hai rồi. Nay là ngày thứ hai của 90 ngày tốc chiến rồi. Thì không biết là các anh chị tinh thần đã đến đâu rồi ạ? Mình đã nạp đủ năng lượng phun bình và nạp đủ những cái nguyên liệu để chúng ta chạy hết 90 ngày tốc chiến cho mọi người. Mọi người đã chuẩn bị được bao nhiêu phần trăm, mà không phải là chuẩn bị nữa, mà chúng ta đã có một cái năng lượng phun bình để chúng ta chiến hết 90 ngày tốc chiến cho các anh chị. Đấy, chúng ta thử comment lên khung chat Hằng xem là cái năng lượng của các anh chị hiện tại đang là ở mức bao nhiêu phần trăm. Các anh chị comment lên khung chat nha. Đấy, 50% hay là 70% hay 80% hay là 100% hay 200% rồi các anh chị. Mọi người comment lên khung chat nha, bởi vì năng lượng nó sẽ quyết định tất cả nha các anh chị. Các anh chị làm chủ trong tay, làm chủ trong tay cái năng lượng của các anh chị, là các anh chị làm chủ 100% cuộc đời của các anh chị luôn. Thành ra là năng lượng nó sẽ quyết định tất cả. Nhưng mà làm sao để có năng lượng thì cái này chắc chắn là nhiều anh chị sẽ chưa biết đâu. Ồ, chị Hiền mới 50%. 50% là không ổn rồi. 50% là không ổn rồi nha các anh chị. Khi mà chúng ta bước vào một cái cuộc hành trình, đúng không, thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái nguyên liệu, những cái hành trang cần thiết, để khi bước vào cái là chúng ta đã đủ đầy rồi, đúng không mọi người? Chúng ta đã đủ đầy, cho dù là quãng đường bao xa
thì chúng ta vẫn có đủ cái nhiên liệu, có đủ cái sự tiếp tế cho bản thân mình. Tôi cho đi, cho dù chúng ta gặp có ổ gà, ổ vịt, ổ khủng long, ổ voi gì đó thì chúng ta cũng đã chuẩn bị cho mình cái năng lượng, cái tinh thần để chúng ta có thể vượt qua điều đó rồi. Đúng không mọi người? Thế nên là ngay khởi đầu chúng ta mới có mùng 2 thôi đúng không? Chúng ta đang bước vào đầu hành trình mà chúng ta năng lượng 50% là không ổn đấy nha, không ổn rồi. Ô, sao lại 50% nhiều thế nhỉ? Anh chiến 200% rồi nha. Em thấy comment rồi nha, mà không chiến được 200% là chết em. Rồi ở đây thì Hằng thấy là có 56 anh chị em, nhưng mà thấy là có rất là ít người comment. Thì các anh chị em còn lại đâu, mọi người đang ngủ hay là đang đi chơi hay là đang làm gì các anh chị? À, khi mà chúng ta tham gia vào một cái Zoom, hay là chúng ta tham gia vào một cái game, hay là chúng ta tham gia vào một cái chương trình, hay chúng ta tham gia một cái nhóm, thì nó đều phân ra tỷ lệ 80-20 hết các anh chị. 80%, 20% là sẽ hành động một cách quyết liệt luôn, sẽ nằm vào top 20% những người mà đạt kết quả mạnh mẽ nhất, bùng nổ nhất như chị Anh Thư, đúng không? Còn 80% còn lại sẽ đứng ngó. Và ngay cả trong cái Zoom này Hằng cũng thấy điều đó luôn. Chỉ có 20% là comment nhiệt tình, còn 80% đứng nhìn ngó. Đấy, thì các anh chị bây giờ quan trọng là các anh chị cho phép mình nằm ở cái top là 20% những người ưu tú, những người sẵn sàng hành động, những người hòa mình vào một cái chương trình nào đó 100%, hay là các anh chị đứng nhìn. Đấy, thì đó là cái quyết định của các anh chị, và nó sẽ tác động hoàn toàn. Bởi vì sao? Cách mình làm một việc sẽ bằng cách, sẽ là cách các chị làm mọi việc luôn. Khi mà các chị đã bỏ thời gian vào chúng ta ngồi một cái Zoom này rồi đúng không, thì có lý do gì mà chúng ta không tham gia trọn vẹn vào, chúng ta comment nhiệt tình vào? Bởi vì là chúng ta có năng lượng thì chúng ta sẽ có ngân lượng các anh chị. Thế nên là quan trọng là các anh chị cho phép mình lựa chọn, vì là cuộc đời được hình thành bởi một chuỗi những cái sự lựa chọn các anh chị. Thì ngày hôm nay các anh chị sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ cho phép mình cái năng lượng phung bình nhất để các anh chị chiến đấu hết 90 ngày tốc chiến. Để các anh chị đã không làm thì thôi, đã không đi thì thôi, làm là làm tới nơi tới chốn, làm là có kết quả luôn các anh chị. Nói thật là Hằng nói hùng hồn vậy nhưng mà kết quả thì không được như chị Anh Thư đâu. Nhưng mà trong team của Hằng có những anh chị là lọt top, cũng lọt top 10 trong 90 ngày tốc chiến. Hằng vẫn nhớ là 90 ngày tốc chiến, 90 ngày tốc chiến là Hằng trải qua là đợt đó là Hằng đang mới lên 3 sao thôi các anh chị. Mới lên 3 sao thôi. Sau đó thì đến tháng 5 là bắt đầu bước vào 90 ngày tốc chiến, tháng 4 là Hằng lên 3 sao. Thì tháng 5 Hằng bước vào 90 ngày tốc chiến, thì qua 90 ngày tốc chiến là Hằng đã lên được mentor, cơ cấu mentor 3 sao các anh chị. Đấy, và 90 ngày tốc chiến nó là một cái sự bùng nổ kinh khủng khiếp các anh chị ạ. Nhưng quan trọng là các anh chị có cái sự chuẩn bị, cái tâm thế cho nó đúng không? Đấy, ngay cả cái tâm thế mà mình không chuẩn bị nữa thì các anh chị sẽ hoàn toàn là sẽ không có được kết quả như mình mong muốn. Bây giờ là chúng ta cũng đi kinh doanh, chúng ta cũng bỏ ngần lấy thời gian, chúng ta cũng bỏ thời gian vào chúng ta học Zoom, chúng ta cũng tham gia vào Dropbee, chúng ta cũng có nguồn lực như người ta, đúng không? Thế tại sao mà mình lại không làm để nó ra một cái kết quả cho nó đàng hoàng, cho nó ra ngô ra khoai luôn, để mà chồng cũng phải ôi dồi ôi lên, giống như chồng chị Anh Thư là phải vào Dropbee làm với vợ luôn, bởi vì là quá thấy Dropbee quá tuyệt vời luôn, thấy vợ mình là quá ngưỡng mộ tự hào. Hằng nói thật là sau 90 ngày đóng chiến là Hằng với chồng Hằng được đi du lịch, và từ ngày đó chồng Hằng thay đổi 180 độ. Nói nhỏ không, ông ở dưới nhà ông nghe là trước khi mà Hằng có cái kết quả tại Dropbee á các chị, là Hằng cứ cầm điện thoại là chồng bắt đầu nguýt nguýt này. À, bảo cả ngày ôm điện thoại hơn cả ôm chồng đấy, mà chồng cấm cản lắm các chị, mà chồng cũng gọi là không có cái sự ủng hộ về cái việc gì với vợ cả. Thế nhưng mà qua 90 ngày đấu chiến và bắt đầu Hằng có kết quả. Trước 90 ngày đấu chiến là thu nhập của Hằng mới có tầm mười mấy triệu thôi các chị, tầm mười mấy triệu, và qua 90 ngày đấu chiến là bắt đầu nó bùng nổ lên.
trên 30 triệu và Hằng cũng bất ngờ luôn. Hằng cũng bất ngờ, không ngờ là cái 90 ngày tốc chiến nó lại khủng khiếp như vậy các anh chị. Đấy, thế nên là ngày hôm nay nếu các anh chị đang có cái nhìn nó rất là bình thường để 90 ngày tốc chiến thì các anh chị hãy nhìn lại, hãy nhìn nhận lại, bởi vì qua 90 ngày tốc chiến sản sinh nó rất là nhiều những cái con người mà từ đang rất là bình thường mà họ phát triển một cách kinh khủng khiếp. Và bản thân Hằng nói về thu nhập thì thực sự là cũng không phải là bùng nổ lắm, nhưng mà về bản thân Hằng qua 90 ngày đốc chiến, Hằng trở thành một cái người hoàn toàn lột xác luôn. Trước 90 ngày thì cái kỹ năng mà lên chương trình, lên Zoom của mình đang rất là kém, nói năng đang còn lắp bắp lắm các chị. Nhưng mà qua 90 ngày đốc chiến cứ Zoom nọ Zoom kia nó liên hồi nối tiếp nhau, và từ đó trở đi thì cái kỹ năng của mình, cái kỹ năng nói, cái kỹ năng thuyết trình, cái kỹ năng làm chương trình, cái kỹ năng tổ chức, cái kỹ năng dẫn dắt đội nhóm, cái kỹ năng truyền cảm hứng của mình nó mệnh lên một cái level rất là khác luôn. Nên một cái level rất là cao luôn. Và tất cả mentor đều nói là trời ơi, công nhận là qua 90 ngày tốc chiến nó có khả năng là lột xác các anh chị. Lột xác các anh chị từ Việt mà trở thành đại bà luôn. Đó. Ok, thì ngày hôm nay Hằng cũng sẽ đóng góp một chút xíu những cái chia sẻ của Hằng về cái việc là chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm. Thì thực sự là Hằng cũng chỉ chia sẻ với các anh chị ở cái góc độ là làm sao để mà chúng ta duy trì được cái năng lượng, bởi vì đó là cái quan trọng nhất. Thực sự là một người mà có duyên để mà thực ra nó cũng là cái duyên ấy, và cái duyên ở đây là cái nhân quả. Cái duyên ở đây là cái nhân quả của mình đã gieo những cái hạt rất là tốt lành từ trước. Và đến bây giờ thì bắt đầu mình đi bán hàng đúng không? Mình đi tuyển dụng đúng không? Thì bắt đầu những cái quả, cái hoa nó nở ra thì mình sẽ bán được rất là nhiều. Thế nhưng mà có những anh chị là thực sự là mình chưa có gieo được hàng trước đó, thì cái quá trình sau này mình bán hàng và tuyển dụng thì nó cũng khó khăn hơn xíu, đúng không? Thế nhưng mà quan trọng ở đây là gì? Quan trọng ở đây là ai là cái người đủ kiên trì đi tới cùng các anh chị. Không phải ai bước chân vào cái là cũng có một cái kết quả mà như chị Anh Thư được. Vậy thì Droppy là anh chị em nào kinh doanh cũng giàu hết rồi. Hằng nói thật. Nhưng mà quan trọng á, ai sẽ là cái người đi đến cùng. Hằng hôm nay Hằng chia sẻ luôn với các anh chị, cũng nói thật luôn. Trong team của Hằng có những cái người chị mà đi mãi, đi gọi là chạy cối cùng với Hằng luôn. Đi một thời gian đó các anh chị, thực sự là họ chưa có kết quả gì lớn đâu, nhưng mà họ rất là kiên trì, họ rất là đặt niềm tin lớn vào chính bản thân mình và đặt niềm tin lớn vào cái con đường mà họ đã lựa chọn, đặt niềm tin lớn vào mentor của mình và đặt niềm tin lớn vào chính cái mục tiêu, chính cái ước mơ, chính cái khát khao mà họ theo đuổi. Và sau đó thì cho dù là không chạy được, họ đi xem, không chạy được thì họ đi bộ, không đi bộ được thì họ lăn, họ bò, họ lết. Nói chung là cứ nhúc nhích là kiểu gì cũng sẽ tới đích các anh chị ạ. Và quan trọng là cái năng lượng của mình có giữ được không. Khi mà mình gặp cái ổ voi, ổ gà, ổ khủng long, mình có tụt mút, mình có tụt năng lượng và mình tặc lưỡi một cái là mình bỏ cuộc không. Thì Hằng nói thật là cuộc đời mình vĩnh viễn không bao giờ đạt được một cái kết quả thành tựu gì cả các anh chị ạ. Bởi vì là nếu một lần mình bỏ cuộc, đến lần thứ hai mình bỏ cuộc, không thành công nào là dễ dàng cả. Chắc chắn là nó sẽ phải có khó khăn các anh chị. Nhưng mà nếu mình cho phép mình bỏ cuộc lần đến lần thứ hai, đến lần thứ ba, thì nó sẽ tạo thành một cái thói quen bỏ cuộc. Và rồi các anh chị sẽ, cuộc đời của mình sẽ không thể nào có được những cái thành công. Thế nên là quan trọng là mình giữ được cái năng lượng, mình đi đường dài. 3 tháng nó là ngắn ngủi đó các anh chị. Nhưng nếu mà mình bước vào cái tốc chiến, mình gọi là dốc hết tất tay luôn, dốc hết những cái thời gian, những cái năng lượng, cái tâm trí của mình vào đó, thì 3 tháng nó rất là dài đúng các chị. Nếu mà mình không quản lý, không quản trị được cái năng lượng của mình tốt ấy, thì Hằng nói thật là các chị sẽ sớm bị loại khỏi cái đường đua. Và Hằng cũng có một câu mà chị muốn chia sẻ với các chị, đó là các chị không cần phải đua với ai cả, mà các chị hãy đua với chính mình. Ngày hôm nay các chị đã tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua chưa, hay là mình đang bị tụt lùi? Nếu mà mọi người nhìn kết quả của người khác và mọi người đi á, thì Hằng khẳng định luôn, nhiều khi mình bị tụt năng lượng ấy. Nhiều khi mình bị tụt năng lượng, ôi tại sao mà cái chị đã giỏi thế, mình kém cỏi vậy.
Thế là mọi người bị tụt năng lượng. Thế nên là quan trọng nhất là mọi người cứ tập trung vào đường đua của chính mình. Ngay hôm nay bản thân mình phải tốt hơn ngày hôm qua. Và một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể là giữ được cái năng lượng, giữ được cái năng lượng cho bản thân mình, đó là gì mọi người biết không? Đó là gì ạ? Hằng nói một hồi rồi, bây giờ Hằng tắt mồ hôi luôn mọi người ạ, nóng quá. Ok, một trong những cái mà để giúp cho các chị giữ được cái năng lượng tốt là cái gì? Các chị thử comment lên cùng chat xem nha. Bởi vì là Hằng thì hay tìm hiểu về năng lượng ấy chị. Hay tìm hiểu về năng lượng vì Hằng nghe một cái câu nói của Sakuru và tự dưng Hằng nghiệm lại, Hằng thấy nó quá là đúng luôn. Khi mà chúng ta làm chủ được cơ thể của mình thì chúng ta sẽ làm chủ được tầm 30% cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta làm chủ được cái suy nghĩ của mình thì chúng ta làm chủ được 50-60% cuộc đời của mình thôi. Nhưng khi chúng ta làm chủ được cái năng lượng của mình á, chúng ta sẽ làm chủ được 100% cái cuộc đời của mình. Thế nên là cái năng lượng nó rất quan trọng, không thể ai comment. Năm ngoái chị cũng lách. Ok, kiên trì không bỏ cuộc. Rồi, một trong những cái yếu tố mà giúp cho các chị giữ được cái năng lượng á, động lực bản thân, nó cũng là một phần đây. Động lực thì bắt đầu thì chúng ta cần cái động lực đúng không? Nhưng mà kết quả nó lại cần thói quen. Và thói quen nó phải được duy trì bởi cái năng lượng của mình và mình phải quản trị được nó. Đang phải nghe chị. Một trong những cái yếu tố giúp cho các chị giữ được năng lượng của mình đó là sức khỏe. Nếu sức khỏe của các chị không tốt thì Hằng đố các chị năng lượng được. Và Hằng cũng chia sẻ luôn là cái cây này là Hằng đã chia sẻ rồi, nhưng mà Hằng chia sẻ là cái hôm đó là Hằng bắt đầu là làm huấn luyện viên bắt đầu là làm chuỗi đào tạo cho bên đồng hành với lại bên nhà mình đây. Thì là Hằng đợt đó thì công việc, lịch công việc của Hằng rất là dày, đợt này 90 ngày tác chiến cũng dày luôn này. Xong rồi là đến sáng, nói chung là cứ lịch nó cứ dồn dập là đến 12 giờ đêm là Hằng mới ngủ. Quá 12 giờ đêm là mới ngủ thì 4 rưỡi là lại phải dậy rồi. Và ngày hôm đó thì coi như là nếu mà không có Sâm, Hằng nói thật là hôm đó sập nguồn luôn. Và tối ngày hôm đó sáng thì dậy là trời ơi, người nó rũ như một cái tàu lá luôn đó mọi người, rũ như một cái tàu lá luôn vì Hằng còn học tiếng Anh nữa. 4:30 là bắt đầu cái ca học tiếng Anh, xong rồi 5 giờ thì điều phối chương trình, xong rồi tối thì lại đào tạo bên chương trình của Canadian Vita. Thì nhưng mà sáng dậy là trời ơi, người rũ như tàu lá và xác định là ngày hôm đó là kiểu gì cũng bị sập nguồn rồi, và giọng thì bị lạc luôn mọi người, lạc giọng luôn. Thế là nghe chị Thúy dặn ấy, nghe chị Thúy dặn là em cứ pha Sâm uống, nhưng mà kiểu là lúc đó mệt không muốn làm gì nữa, không muốn nhấc cái người ra khỏi cái chỗ ngồi nữa, thì Hằng ngậm 3 lát Sâm nghe chị, ngậm 3 lát Sâm. Sau đó thì mệt quá đi ngủ, mệt quá rồi đi ngủ lại thì 2 tiếng sau Hằng dậy mà Hằng bất ngờ luôn. Thực sự Hằng rất là bất ngờ về cái công dụng của cái Sâm nó có thể mang lại cho sức khỏe của mình. Đó là Hằng tỉnh táo luôn, mà Hằng cảm thấy là không còn một cái dấu hiệu gì của cái sự mệt mỏi lúc sáng khi mà thức dậy. Và cái cổ họng Hằng nhá, Hằng có dùng thêm cái cao ho của bên Nguyên Sinh nữa các anh chị, cao ho để mà nó khử khuẩn cái viêm họng của mình á, thì Hằng cũng có dùng thêm cái cao ho nữa với dùng Sâm. Thế là tối hôm đó lên vẫn chiến banh nóc luôn. Vẫn chiến banh nóc luôn và vẫn cả làm cả chương trình rất là năng lượng và không bị đau họng luôn các chị ạ. Thế nên là Hằng khuyên chân thành các chị là để mà chúng ta đi một cái quãng đường dài với một cái sự tập trung cao độ như vậy á, các chị phải duy trì được một cái năng lượng đỉnh cao. Một cái năng lượng đỉnh cao và một cái năng lượng đỉnh cao thì phải làm nền tảng bởi một cái sức khỏe đỉnh cao các anh chị. Và cái sâm của chúng ta, Sâm Canada được mệnh danh là một cái sản phẩm của thời đại, một cái giải pháp của thời đại luôn. Bởi vì khi mà cái cường độ công việc của chúng ta quá là nhiều, cái sự căng thẳng quá là nhiều và cái não của chúng ta phải bắt buộc là thích nghi với một cái cường độ công việc rất là cao thì nó phải có sản phẩm hỗ trợ nha. Còn nếu mà chúng ta không có sản phẩm hỗ trợ, nó giống như là cái gì nhỉ? Nó giống như là chúng ta đi đánh giặc và chúng ta có một cái khẩu khẩu súng
khẩu súng gì mọi người nhỉ? Một cái vũ khí tối tân á thì nó sẽ giúp cho các anh chị chiến đấu mạnh mẽ hơn đúng không? Đấy, thì khi mà các anh chị bước vào 90 ngày tống chiến mà các anh chị có sâm ở trong tay á, thì các anh chị sẽ chiến đấu một cách mạnh mẽ. Và Hằng khẳng định luôn, khi mà các anh chị dùng sâm và các anh chị thấy khỏe trong người, các anh chị làm việc hiệu quả, mà các anh chị cực kỳ tin tưởng và yêu sâm, Hằng khẳng định luôn các anh chị bán không được mới là lạ. Các anh chị cứ vậy mà đi chia sẻ thôi, giống như là chị Thư, rồi giống như là chị gì nhà chị Báo, chị thao túng tâm lý cả gia đình, rồi bắt đầu thao túng lên đồng nghiệp luôn, là đi đâu cũng sâm đấy, bởi vì là quá yêu sâm rồi, quá tin tưởng sâm rồi. Và cái mà mình bán cho khách hàng không phải là cái sản phẩm đâu các anh chị ơi. Các anh chị bán được cho khách hàng đó là cái lòng tin về sản phẩm, đó là cái trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm, và đó là cái tình yêu về sản phẩm. Và các anh chị bán cho người ta cái điều đó, bán cho người ta một cái cuộc sống tuyệt vời khi mà sở hữu được cái sản phẩm đó, chứ không phải là bán sản phẩm đâu. Và người ta đã dùng sản phẩm đâu mà biết nó tốt hay không, chỉ thông qua cái tình yêu, cái năng lượng, cái niềm tin, cái câu chuyện trải nghiệm của các anh chị mà người ta quyết định là mua, đúng không? Chứ còn các anh chị cứ ngồi nói công dụng thành phần ABCDDEF, người ta đã biết đâu mà mua. Thế nên là quan trọng nhất là các anh chị phải có niềm tin và có tình yêu về sản phẩm. Và Hằng khẳng định luôn, ai dùng sâm Canadian Vita cũng phải cho một cái đánh giá rất là tuyệt vời. Bởi vì là dùng phát là người ta thấy luôn các anh chị. Dùng phát thấy luôn đúng không? Nãy giờ các anh chị đã nghe chị Sáng chia sẻ rồi, chị Thúy chia sẻ, chị An, chị Sương, rồi chị Thư chia sẻ rồi. Là mọi người cũng biết là sâm của chúng ta á, chỉ cần tích tắc thôi là họ đã thấy được công dụng rồi. Thế nên đây là một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời để các anh chị có thể là bước vào mùa 90 ngày tốc chiến mà các anh chị bùng nổ luôn. Và sản phẩm sâm của chúng ta, cái giá thành á, thứ nhất là cái giá thành á, chia ra nó quá là rẻ luôn. Các anh chị phân tích cho khách hàng thấy nhá, bây giờ á, chị thay vì chị dùng một ngày một tách cà phê, thay vì chị uống một ngày một ly trà sữa, không thì chị mua sâm Canada kia Canadian lựa lưỡi mua sâm Canadian Vita về cho chị và cả gia đình dùng là cả gia đình khỏe luôn, nó mà chưa bằng một cốc trà sữa luôn, cả nhà khỏe đó. Thì phân tích ra khách hàng sẽ thấy là ồ, sản phẩm của chúng ta rất là rẻ luôn, và cái sản phẩm của chúng ta lại tái tiêu dùng rất là tốt, đúng không mọi người? Nếu mọi người đi kinh doanh mà mọi người lựa chọn những cái sản phẩm mà không tái tiêu dùng được là mọi người phải luôn luôn đi tìm kiếm khách hàng mới thì mọi người mới phát sinh doanh số. Còn cái sản phẩm sâm Canadian Vita của chúng ta là khách hàng sẽ tái tiêu dùng liên tục luôn, họ dùng hết tháng này họ lại dùng qua tháng khác, và dùng như một thói quen luôn các chị, dùng như một thói quen luôn. Và sau đó khi mà khách hàng dùng cái sản phẩm của chúng ta quá là kiểu là họ dùng họ thấy quá là tốt luôn, và hỗ trợ cho giấc ngủ là một cái nỗi đau lớn của người ta đúng không? Giấc ngủ là một nỗi đau lớn thì người ta lại ngủ rất là ngon. Rồi nỗi đau gì nữa? Nỗi đau bị căng thẳng stress thì sâm Canadian Vita cũng giải quyết được luôn. Nỗi đau về huyết áp cao sâm Canadian Vita cũng giải quyết được luôn. Rồi nỗi đau về gì ạ? Sinh lý yếu. Đúng không? Sâm Canadian Vita cũng giải quyết được luôn, căng thẳng stress, rồi là tiền đình là sâm của mình cũng hỗ trợ được luôn, là những cái nỗi đau mà người ta cũng đã đi tìm rất là nhiều giải pháp nhưng mà người ta chưa hỗ trợ được, mà dùng sản phẩm của mình hỗ trợ được là chắc chắn Hằng khẳng định với mọi người một điều luôn, họ hoàn toàn sẽ tình nguyện trở thành một cái gì ạ, một cái đại sứ đi lan tỏa cho các chị, là đi đâu mà gặp cái bà nào tiền đình chúng tôi đi hỏi thằng Hà mà mua sâm đấy, ví dụ bà nào đó bị tiền đình mà dùng sâm ok quá, hút quá là kêu là đi tìm anh Hà đi tìm anh Chiến đi đấy, mà mua sâm đi tìm chị Sáng đi mà mua sâm mà dùng đó, tôi dùng thấy tốt lắm, là giải quyết được cái vấn đề cho tôi rồi đấy. Thì khi mà họ dùng ok đúng không, kèm theo cái sự chăm sóc của mọi người nữa, được cho mọi người phải hoàn thiện cái kỹ năng là chăm sóc khách hàng của mình để mà chăm sóc cho khách hàng của mình một cách tốt nhất, bởi vì sản phẩm của chúng ta đã quá tốt rồi, chúng ta chỉ cần chăm sóc nhẹ thôi là người ta đã quay lại sử dụng và người ta giới thiệu cho mình rồi. Thế nên là
có một cái điều mà để làm sao mà khách hàng quay lại mua sản phẩm của chúng ta nữa, đó là các anh chị hãy nâng cao cái kỹ năng chăm sóc cho mình, nâng cao kỹ năng chăm sóc cho mình. Ở đây á, có 3 việc ở Dropbee á, Hằng xin nhắc lại, Hằng xin nhắc lại là ở Dropbee á, các anh chị không phải là làm quá nhiều cái công việc làm gì cả, mà các anh chị chỉ cần tập trung đúng vào 3 việc thôi. Chỉ cần tập trung đúng vào 3 việc cho Hằng để làm sao mình tối ưu được cái thời gian, cái công sức, cái tâm trí và cái năng lượng của mình. Đó, thứ nhất là sale này. Thứ nhất là sale, là bán hàng, được chưa? Các anh chị hãy lập danh sách khách hàng ra, mà Hằng thấy sâm của mình á là cái tệp khách hàng vô cùng lớn luôn. Tệp khách hàng của chúng ta vô cùng lớn luôn. Thì các anh chị cứ lướt một vòng trên Facebook nha. Các anh chị vào Facebook của mình, thứ nhất là Facebook, thì các anh chị sẽ vào cái mục là gì ạ? Chỗ mà gợi ý kết bạn đó các anh chị. Các anh chị sẽ vào cái mục mà chỗ mà gợi ý kết bạn á, thì ngay cái cột bên cạnh á, nó sẽ là cái cột bạn bè, đúng không? Thì ở cái cột bạn bè này á, nó sẽ gợi ý cho các anh chị là từ những người bạn thân quen nhất tới những cái người bạn lạ nhất. Thì bước vào 90 ngày tốc chiến, các anh chị để mà đạt được cái kết quả cao nhất á, thì phải yêu cầu là kín lịch. Thì làm sao để kín lịch? Thì các anh chị phải có danh sách khách hàng. Phải có danh sách khách hàng. Thì làm sao để có cái danh sách khách hàng? Thì trước tiên là các anh chị sẽ khai thác ở trên cái nền tảng Facebook của các anh chị nhá. Các anh chị sẽ phải có một cái cuốn sổ cho mình. Sau đó là các anh chị vào chỗ phần bạn bè này, các anh chị sẽ nốt ra tất cả những cái khách hàng của các chị mà có khả năng là có nhu cầu dùng cái sản phẩm của mình. Để cho các anh chị sẽ ghi hết ra cuốn sổ. Và sau đó thì các anh chị sẽ ghi ra là cái người này á, họ nỗi đau của họ là gì? Nỗi đau của họ là gì? Cái vấn đề của họ là gì? Và sau đó khi đó thì các anh chị hết 90 ngày tốc chiến, các anh chị cứ vậy mà đi chia sẻ thôi. Cứ vậy mà đi chia sẻ thôi. Đúng rồi. Du lịch ngập một lát sâm là Vivu không sợ say xe luôn. Đấy, đây là cái feedback của chị Dung này. Có rất là nhiều những anh chị là nỗi đau là say xe đó các chị. Nỗi đau là say xe đi du lịch. Đi du lịch, mọi người thấy mọi người đi du lịch Vivu thì thích quá, nhưng mà đến lượt mình thì sợ say xe. Nhiều khi nó cũng là một cái điều cản trở khiến người ta không dám trải nghiệm cuộc sống. Đó, thì các anh chị chỉ cần cho người ta một hai lát sâm để người ta trải nghiệm thôi. Thì các anh chị bây giờ các anh chị chia ra này, một cái hộp sâm nhá. Một cái hộp sâm của chúng ta sẽ được rất là nhiều lát, đúng không? Mà các anh chị chỉ cần là cho khách hàng trải nghiệm tầm vài lát thôi. Cho khách hàng trải nghiệm tầm vài lát thôi, người ta đã cảm nhận được là người ta rất là khỏe, người ta rất là khỏe và người ta cảm thấy là tràn đầy năng lượng và tối người ta ngủ rất là ngon. Và những ai mà say xe, mọi người thấy là đợt này đi du lịch đúng không? Những ai say xe cho họ vài lát họ ngậm thôi là họ đã thấy là cái kết quả nó quá là tuyệt vời rồi. Thì từ đó người ta trải nghiệm, người ta thấy ok thì các anh chị lại bán được. Đúng không? Thì các anh chị đã thấy lời chưa? Đã thấy lời chưa? Bây giờ hàng 100 cái hộp sâm lát của mình nhá. Cái hộp sâm lát của mình là mình đã được chiết khấu là 30+% rồi đúng không các anh chị? Đây. Sâm lát của chúng ta là đã được chiết khấu là 33% rồi. Thì các anh chị trừ đi, các anh chị trừ đi là 283.000. 283.000. Thì chúng ta còn lại là có tầm 600.000, 500.000 thôi, đúng không? Mà một cái hộp này biết bao nhiêu lát các anh chị? Là mà các anh chị cứ cho mỗi người vài lát thôi. Các anh chị cứ cho mỗi người vài lát thôi là các anh chị đã có một cái tệp khách hàng vô cùng lớn. Đương nhiên là nó sẽ có tỷ lệ chuyển đổi nha. Nó sẽ có tỷ lệ chuyển đổi chứ không phải là ai người ta dùng phát là người ta cũng mua luôn. Mọi người cứ tìm những ai mà thật là cảm thấy mất ngủ hay là thật là cảm thấy mệt mỏi. Đó, mọi người chỉ cần cho họ sử dụng cái là ngay ngày hôm sau họ đã thấy khác rồi. Đúng rồi, cho mình sâm rễ luôn à. Ok, hoặc là mọi người có sâm rễ á. Nhưng mà nhiều khi nó lại rơi vào cái trường hợp của chị Sáng là đến khi mà người ta cứ đòi mua sâm rễ, người ta không chịu mua sâm lát thì chết giờ. Nên mọi người cứ đầu tư cho họ vài lát sâm lát, người ta trải nghiệm. Anh Chiến này, anh Chiến là anh đi thể dục thể thao nhá. Anh Chiến là chuyên môn đi gì tennis, bóng bàn, thể dục thể thao. Anh chỉ cần cho người ta trải nghiệm vài lát thôi, người ta thấy hôm đó tự dưng khỏe, đánh gì mà đánh cả buổi không thấy mệt. Người ta sẽ phải bắt đầu là sẽ phải quan tâm tới cái sản phẩm của mình liền.
Đó, ok. Một cái hộp này em nói các anh chị chia ra không biết bao nhiêu cái đầu người mới hết được một cái hộp này nhá. Và trong đó kiểu gì tỷ lệ chuyển đổi của các anh chị cũng sẽ được rất là nhiều. Thì sẽ một hộp sâm trở về là sẽ rất nhiều hộp sâm ra đi nhá các anh chị nhá. Đấy, việc của các anh chị là gì ạ? Lập danh sách khách hàng ra và bắt đầu mình triển khai và mình trò chuyện và mình tiếp cận. Và khi mà các anh chị trò chuyện á, các anh chị nhớ hỏi đấy, cái ban đầu trò chuyện thôi, nhưng mà khúc sau nhớ nhớ bẻ lái lại hỏi về sức khỏe, được chưa? Hỏi về sức khỏe và từ từ khi đó họ sẽ lòi ra cái vấn đề sức khỏe của họ. Thì có phải là mọi người túm cổ mọi người cho liền vài lát sâm nhét vào vài lần sâm nhét vào là mọi người trải nghiệm cái thấy khỏe quá, tự dưng thấy khỏe, thấy tỉnh lại liền đúng không, thấy khỏe, thấy ngủ ngon mà đến khi dậy lại tỉnh táo, rồi là nói chung là nó sâm của mình nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Thì việc gì mà các chị không lo bán được hàng nữa mọi người đúng không? Và khi mà người ta dùng đã dùng người ta thấy ok good rồi thì hôm sau người ta mọi người hãy thành lập cho họ một cái thói quen, một cái thói quen thay vì dùng sâm, à sorry mọi người, thay vì dùng trà sữa, được chưa? Lúc nào mà chị thèm trà sữa ấy, lúc nào chị thèm trà sữa chị hãy hỏi là trà sữa nó vừa nhiều đường, nó vừa làm béo, vừa có hại cho sức khỏe, thì chị quay lại chị đi uống sâm đi, thì sâm nó sẽ giúp cho chị khỏe đúng không, cả cả nhà chị khỏe luôn. Và quan trọng á là chị sẽ tập cho con chị được cái thói quen sử dụng những cái sản phẩm tốt thay vì là đi uống trà sữa với thay vì bim bim kẹo mút đúng không mọi người. Đó, và khi đó thì người ta sẽ có một cái thói quen dùng sâm thì cứ mọi người cứ bán đi bán lại, bán đi bán lại. Và Hằng sẽ cho mọi người một cái câu thần thánh này, một cái câu thần thánh giúp mọi người cấp số nhân cái kinh doanh của mọi người lên, được chưa? Thay vì đúng rồi uống nước ngọt, thay vì uống nước ngọt, thay vì uống bia, thay vì nói chung là những cái người uống bia nhiều khi mình phân tích người ta cũng không thể thay đổi được, nhưng mà anh đi uống bia gan thận của anh nó thành làm trâu làm bò, nó gánh cho cái cơ thể của anh, nó thả thải cái chất độc cho anh, thì bây giờ anh phải phải hỗ trợ cho con trâu con bò đấy để cho gan thận của anh khỏe lên, để mà hỗ trợ được cái sức khỏe cho anh, để mà đào thải được cái độc tố cho anh ra bên ngoài đúng không. Thế mọi người phân tích ra cho khách hàng và Hằng cho mọi người một cái câu thần thánh này, mọi người cứ bán một khách hàng, mọi người định vị luôn thương hiệu của mọi người vào đầu khách hàng đó. Anh thấy ai gì à, mất ngủ, say tàu say xe, huyết áp cao, gì ạ à? Gì nữa mọi người, tiểu đường, gì nữa mọi người, gì tiền đình đó, giới thiệu cho em nha, em là chuyên phân phối Canada chính, sâm Canada chính hãng tim mạch đúng rồi chị Thúy ok, em là chuyên phân phối sâm Canada chính hãng, mọi người đi đâu gặp ai làm gì cứ thấy người là nói câu đó cho em, cứ gặp người là nói câu đó cho em, nói chuyện với ai cứ kết thúc câu bằng cái câu là thấy ai a b c d d e f mọi người liệt kê ra thì giới thiệu cho em chuyên phân phối sâm Canada chính hãng sẽ giải quyết được những vấn đề đó, được chưa? Đi đâu mọi người cũng nói, gặp ai mọi người cũng nói, cứ kết thúc câu chuyện là mọi người phải nhớ cái câu đó là cái câu thần thánh, là cái câu bế mạc cái câu chuyện của mình, được chưa? Là kiểu gì mọi người nói một lần người ta chưa để ý, nói hai lần, nói ba lần, nói đến bảy lần là người ta mặc định trong đầu luôn là ôi sẽ lại ông Chiến Sâm, ôi sẽ lại ông Hà Sâm ôi sẽ lại bà Sương Sâm đấy, người ta sẽ mặc định trong đầu luôn là cái thương hiệu của các anh chị là gì đó. Và đi đâu á tự dưng người ta thấy cái bà bị tiền đình, ôi giời, thế hả chị bị tiền đình à, tìm ngay anh Chiến Sâm nhớ ngay anh Chiến Sâm vì là đã in vào não rồi, đã in vào não người ta rồi, và đi đâu người ta thấy vấn đề gì là người ta cũng nhớ. Thế nên mọi người hãy lặp đi lặp lại tần suất thật là nhiều vào tâm trí khách hàng, và khi đó thì họ sẽ định vị ngay nói đi nói lại đúng rồi. Đúng rồi, các anh chị chọn cái sản phẩm gì thì các anh chị sẽ phải định vị trong đầu khách hàng cái sản phẩm đó luôn, đúng không? In vào não của mọi người luôn đúng rồi, in vào não của mọi người là con nhỏ Văn Sâm đúng không? Cái đại lý của Hằng nhá, mới keng xà beng luôn mọi người, mới mới keng xà beng luôn, và bán rau ở chợ thôi các anh chị, là Hằng dạy cho cái chiêu này rồi, nguyên cái chợ là cứ ô con nhỏ Văn Sâm à, Hằng nói là một ngày chưa ăn thua là cứ 7 ngày
mấy ngày ai mua rau mua dưa ai cũng gì gặp ở chợ là em cũng phải nói là ai chị đấy ai ABC gì đó là giới thiệu cho em nha, em bán sâm Canada chính hãng. Thế là mới hôm nay mới chốt đơn sâm xong cái chị, mới hôm nay mới chốt đơn sâm xong đấy, ai yếu sinh lý gọi cho nó. Ai muốn có con, ai muốn sinh thằng Thìn giới thiệu cho nó, ok không ạ? Đấy, mọi người phải định vị trong đầu khách hàng luôn, và mọi người phải lập danh sách ra, lập danh sách ra cho hàng nha, đúng chưa? Lập danh sách ra và mọi người phải vạc hết cái danh sách đó, mà nó không ra khách hàng mới là lạ luôn các anh chị. Nó không ra khách hàng mới là lạ luôn, vì các anh chị nhắc đi nhắc lại. Vì sao người ta định vị là uống sữa giúp cho trẻ con thông minh các anh chị? Thực sự là chưa ai chứng minh khoa học luôn, nó không chứng minh điều đó các anh chị ạ. Mà thậm chí là còn có những cái chứng minh ngược lại nữa. Nhưng mà vì sao mà cứ đẻ ra cái là phải cho uống sữa bò, đẻ ra cái là cho uống sữa công thức mọi người? Vì là nó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí khách hàng là uống sữa vào thông minh. Đúng mọi người. Rồi ngày xưa mọi người có nhớ cái quảng cáo mà Omo gì mà đi bay cái vèo qua cái áo trắng. Thế là người ta định vị luôn là cứ Omo vào là trắng. Cứ Omo vào là trắng sáng đúng không? Thế nên là chúng ta hãy học cách của những cái ông lớn, ông khổng lồ người ta đã làm rồi thì mình cứ sao chép thôi. Các chị đi đâu gặp ai, các chị cũng cứ thấy ai yếu sinh lý, thấy ai tiền đình, thấy ai thấy ai huyết áp cao, thấy ai tiểu đường, thấy ai gút. Giới thiệu cho em nha, em chuyên cung cấp sâm Canada chính hãng. Đấy, thì có phải là in vào tâm trí khách hàng người ta là đi đâu tự dưng nghe cái bà kể là ui thật tao bị say xe quá tự dưng nhớ tới ông Chiến Sâm, nhớ tới ông Hà Sâm, nhớ tới bà Sáng Sâm, đúng không? Đó là cách các anh chị định vị ở trong não khách hàng luôn. Và tiếp theo nữa thì các anh chị nào mà chúng ta đã đang đi tuyển dụng rồi nha các anh chị. Đã đang đi tuyển dụng rồi thì cũng giúp cho các anh chị là gì ạ? Có những cái người khách hàng của mình rồi đúng không? Thì các anh chị tiếp tục cho họ thêm một cái quyền lợi là gì ạ? Cô ơi, chú ơi, em ơi, ví dụ người ta đã giới thiệu cho mình được 1-2 người khách hàng rồi đúng không? Em ơi, cô ơi, chú ơi, em thấy là chị có cái năng khiếu bán hàng đấy nhỉ? Em thấy là chị có cái năng khiếu bán hàng ấy. Em thấy là chị có cái tiềm năng bán hàng ấy. Thì em bảo này, thôi em cũng không muốn lấy lời lấy lãi của anh chị làm gì cả đâu. Bây giờ nha, chị cứ chị vào với em, chị cứ bán được bao nhiêu người đó là em cho chị bao nhiêu phần trăm đấy. Thì sau đó thì người ta bán được tầm khoảng vài người đi, cái chị cho người ta vài chục đi đúng không, vài chục đi, xong rồi cái chị bảo bây giờ thực sự là em thấy chị bán cũng tốt, thế nên là em muốn là cho chị cái quyền lợi cao hơn. Chứ như này cũng thiệt thòi với chị quá, thì thôi bây giờ công ty em là bây giờ chị vào cộng tác viên là có mấy, có 600 nghìn thôi, 600 nghìn bằng chị mua bộ quần áo thôi. Nhưng mà chị vào cứ một sản phẩm chị bán đi là chị được sẽ được chiết khấu là bao nhiêu ạ? Là gần 200 nghìn rồi, gần 200 nghìn rồi. Đúng không mọi người? Đấy, còn đấy là những người mà người ta không phải là có ý định kinh doanh nhá. Rồi dần dần khi mà người ta vào làm cộng tác viên rồi bắt đầu mình sẽ định hướng người ta lên đại lý đó mọi người. Tức là mình cho thò một chân vào trước. Cứ đầu tiên thò chân vào làm khách hàng, sau đó thò chân vào làm cộng tác viên, rồi thò chân vào làm cộng tác viên rồi cho thò chân vào làm đại lý luôn. Đấy, thì đó cũng là một cái cách tuyển dụng rất là thông minh luôn. Đúng mọi người, thì bây giờ data của công ty thì bây giờ nó cũng bắt đầu nó ít dần rồi, và cái tỷ lệ thì nó cũng đâu đó tầm 5% thôi. Thì các anh chị sẽ phải có một cái bài toán đầu tư nó rất là rõ ràng thì các anh chị cũng mới dám là đi theo cái con đường đó. Tuy nhiên là cái con đường mà chuyển từ khách hàng sang đại lý á, nó là một cái cách rất là thông minh để giúp cho các chị mà vừa không tốn tiền, vừa bán được hàng và vừa có thêm xây dựng đội nhóm tốt, đúng không các chị? Rồi, ok. Thì ngày hôm nay thì Hằng cũng chỉ chia sẻ cho các chị tới đây thôi. Và Hằng mong là các chị sẽ thực hiện những cái bước mà Hằng nói. Bởi vì nhờ vào những cái này á, và đội nhóm của Hằng là cái 90 ngày đóng chiến mà bùng nổ luôn, là cũng từ một người chị bán sản phẩm đúng không, và tuyển những người dùng sản phẩm thành đại lý luôn.
Các anh chị cứ nhớ là khi mà các anh chị bán được sản phẩm rồi, các anh chị định vị ở trong lòng khách hàng rồi, và các anh chị bán được sản phẩm rồi, sau đó các anh chị chuyển đổi nhé. Và 90 ngày tốc chiến, các anh chị hãy chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe thật tốt, thì các anh chị sẽ có một cái năng lượng tốt. Khi mà các anh chị có năng lượng tốt rồi thì các anh chị sẽ đi được hết 90 ngày tốc chiến. Và các anh chị phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Các anh chị phải có một cái mục tiêu rõ ràng trong 90 ngày tốc chiến của mình, là mình muốn là đạt cái thành quả gì, mọi người muốn lên cấp bậc gì, mọi người muốn đi du lịch hay là muốn có một thu nhập bao nhiêu sau 90 ngày đấu chiến, thì nó phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Và các chị phải có kế hoạch từng ngày rất là rõ ràng cụ thể, kế hoạch từng ngày rõ ràng cụ thể, thì các chị mới biết là mình sẽ phải ưu tiên cái việc gì trước, làm cái việc gì sau. Và trong khi mà các chị tốc chiến á, thì có một cái tác nhân sẽ